Các bạn đang nghe truyện tất cả đệ tử của ta đều có tư chất đại đế trên kênh TV Audio CV. Chương 1245, Tà Ma Vực Bố Cục Bình tĩnh Có đôi khi cũng không phải nói một người lúc tiếp nhận kiểm tra có biểu hiện bình tĩnh sẽ không có bất kỳ hiềm nghi nào, đây chỉ là căn cứ theo tình huống của người bình thường. Nếu là người khác có lẽ không sai. Nhưng âm dương thần chủ và hoang chủ trong tình huống này, biểu hiện bình thường phải là không thể quá bình tĩnh, hai người đều có cự án không cách nào hóa giải với tiểu hắc khi nhìn thấy đám người diệp thu bạch bao gồm cả tiểu hắc đã trở nên cường đại trong tình huống không thể làm gì trong lòng bọn họ phải lo lắng sợ hãi mới đúng như trước đó trên tường thành cầu hòa với tiểu hắc nhưng lại bị cự tuyệt hai người âm dương thần chủ có chút bối rối hôm nay bị ám vực kiểm tra nên có chút bối rối hoặc khẩn trương gì đó ít nhất tuyệt đối sẽ không thể biểu hiện bình tĩnh biểu hiện bình tĩnh chỉ có hai khả năng mà thôi. Thứ nhất, âm dương thần chủ và hoang chủ tìm được chỗ dựa vững chắc hơn, đủ để bảo vệ tính mạng của bọn họ sau khi trận chiến này kết thúc. Thứ hai, bọn họ muốn che giấu chuyện gì đó cho nên phải cố mà bình tĩnh, trấn định, điểm nào cũng đã đủ để cho bọn họ trở thành đối tượng hiềm nghi, nghe Ninh Trần Tâm nhắc nhở, liễu tự như và ám chủ cũng đột nhiên liếc nhau. Đã tìm được chỗ đột phá, sắc mặt tiên đế ngưng trọng nói lập tức bắt bọn họ. Dương lão tiền bối, ám chủ, xin nhờ các ngươi. Dương lão với tu vi nửa bước tổ cảnh, bắt hai tên cường giả thần chủ cảnh hậu kỳ cũng không có vấn đề gì. Dương lão và ám chủ gật đầu, trong phút chốc liền biến mất tại chỗ. Nhưng không lâu sau đã trở lại trước mặt mọi người. Nhìn thấy sắc mặt Dương lão và ám chủ không dễ coi, tiên đế lập tức đoán được kết quả. Âm trầm nói bọn họ đã chạy trốn. Dương lão gật đầu, xem khí tức trong ganh trướng, hẳn là vừa mới rời đi ám chủ lại suy đoán xem ra có cao nhân đang chỉ điểm bọn họ, nếu không thì không có khả năng sau khi giả bộ bình tĩnh đã lập tức rời đi, ngược lại chứng thực trong lòng bọn họ có quỷ. Tiên sinh nghiêm túc nói, thời kỳ thượng cổ, nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của phàm nhân giới chính là vì tà ma vực xúi dục một số thế lực, lần này không thể rơi vào vết xe đổ, ám chủ lập tức nói, ta sẽ điều động toàn bộ tài nguyên ám vực, tìm kiếm manh mối của hai người âm dương thần chủ hoang chủ. Tiên đế nghiêm túc nói, cần phải nhanh chóng tìm được, nếu quả nhiên là quỷ thuật cấm quân của tà ma vượt ra tay, có lẽ bọn họ đã thâm nhập vào phàm nhân giới. Liễu tự như khó hiểu hỏi nhưng bọn họ thâm nhập vào bằng cách nào? Diệp Thu Bạch đột nhiên nhớ tới Tân Hồng Y, trầm giọng nói, quân cờ, ám kỳ mà tà ma vượt lưu lại ở phàm nhân giới, có lẽ trong đó có quỷ thuật cấm quân. Xác định phương hướng, các thế lực tình báo lấy ám vực làm chủ bắt đầu tìm kiếm manh mối. Âm Dương Thần Tông và Bác Hoang Thần Tông đã người đi nhà trống, dù tài nguyên hay đệ tử đều đã biến mất hết giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng thời bên trong phàm nhân giới bỗng có âm thanh truyền ra dù phàm nhân giới và tiên giới thành công chống đỡ qua bốn đợt tiến công khiến cho tà ma vực phải kinh ngạc nhưng lực lượng đã tiêu hao quá nhiều đã vô lực ứng chiến tin tức này đối với phàm nhân giới hiện tại mà nói là một đòn trí mạng hy vọng niềm tin tích lũy từ ban đầu bắt đầu dao động vào thời khắc nào đó hy vọng bị dao động thậm chí dập tắt thật sự đáng sợ Bất quá bởi vì những tin tức này truyền ra nên ám vực cũng tập trung được mấy thế. Bên trong có đệ tử Âm Dương Thần Tông và Bác Hoang Thần Tông. Cùng với Thiên Tấn Thương Hội được xưng là thương hội đệ nhất phàm nhân giới. Khi biết được tin tức này, ngay cả đám người Diệp Thu Bạch cũng hoảng sợ. Sắc mặt Thạch Sinh có chút phức tạp, lấy ra một tấm lệnh bài màu tím, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Một phù sinh nhìn thoáng qua Thạch Sinh, sau đó nhíu mày nói, lúc ấy, sau khi tiến vào giới vực vĩ độ cao, chưa từng nghe đến thiên tấn thương hội. Theo lý thì thương hội đệ nhất phàm nhân giới, nắm giữ vô số tài nguyên như thiên tấn thương hội không có khả năng không chút tên tuổi ở giới vực vĩ độ cao. Hơn nữa sau khi đám người dịp thu bạch tiến vào giới vực vĩ độ cao, cũng không thấy bóng dáng thiên tấn thương hội. Dẫn đến lệnh bài màu tím không có chút tác dụng. Ám chủ lắc đầu cười khổ nói, vậy xem ra đối phương bố cục còn sớm hơn chúng ta tưởng tượng, ngay cả ám vực cũng không nhận ra điểm này. Diệp Thu Bạch bây giờ cũng nói, vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu? Liễu tự như dùng giọng điệu phức tạp nói, địa điểm cụ thể cũng không biết, căn cứ theo tin tức dò xét được, hiện tại âm dương thần chủ, hoang chủ cùng với thiên tấn thương hội đều do một nữ tự áo đỏ thống trị. Nữ tự áo đỏ sao? Diệp Thu Bạch thốt lên, tân hồng y. Liễu tự như gật đầu, tám chín phần mười là nàng. Vừa nói xong, liễu tự như mở bản đồ ra. Mặc dù không có manh mối chính xác, nhưng quả thật đã tìm được một ít dấu vết. Sau đó Liễu Tự như chỉ vào mấy địa điểm đánh dấu đỏ trên bản đồ. Được biết, mấy ngày nay bọn họ để lại dấu vết ở các tinh vực này, có lẽ có thể men theo dấu vết tìm được vị trí hiện tại của đối phương. Đầu tiên là Âm Dương tinh vực cùng với Bác Hoang tinh vực ở vĩ độ cao. Sau đó ngay cả Ma Vương vực cũng có dấu vết của đối phương, khi nhìn đến đây, sắc mặt Tiểu Hắc hơi căng tiếp đến là một đường đi xuống. Thương khung vực ở trung vĩ độ, vân vân, ngoại trừ âm dương tinh vực và bát hoang tinh vực, những nơi lưu lại dấu vết tựa hồ đều là nơi đám người Diệp Thu Bạch từng đi qua. Sau khi nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Thu Bạch đại biến nhìn về phía một phù sinh, sắc mặt một phù sinh cũng trầm xuống. Xem ra, mục tiêu kế tiếp của đối phương chính là giới vực vĩ độ thấp. Hồng Anh gật gật đầu, hơn nữa rất có khả năng ở vô biên giới vực. Vô biên giới vực là giới vực mạnh nhất vĩ độ thấp, đồng thời cũng là quê hương của một phụ sinh vô biên hoàng triều. Liễu tự như hỏi, nếu các ngươi đi, đến lúc đó tà ma vượt lại tấn công, e rằng khó có thể chống đỡ. Diệp Thu Bạch lắc đầu nói, đi thì nhất định phải đi, nhưng không thể đi chung với tất cả mọi người. Một phụ sinh nói, ta đi. Tiểu Hắc và Thạch Sinh cũng đứng dậy. Diệp Thu Bạch thấy vậy, gật đầu nói, được rồi, đã như vậy ba người các ngươi đi trước đi hoàng thiên ở bên cạnh nói đã như vậy ta cũng đi dù sao ở lại đây cũng không thể ra tay không bằng theo các ngươi đi xem dư nghiệp tà ma vực muốn làm gì ám chủ nhìn thoáng qua liễu tự như lại phát hiện liễu tự như đã đứng cạnh đám người một phù sinh không khỏi cạn lời lúc này tiên sinh đi tới nói nhớ cẩn thận mục đích của đối phương có thể chính là các ngươi hoặc là một người trong các ngươi ba người một phù sinh gật đầu sau đó lặng lẽ rời đi vô biên giới vực đã từng là giới vực mạnh nhất vĩ độ thấp tuy rằng hiện tại bên ngoài vẫn là mạnh nhất bất quá cao tầng các thế lực đều hiểu bọn họ vĩnh viễn không thể vượt qua mang hoang giới vực nguyên nhân chính là vì người kia trong đại điện hoàng cung vô biên hoàng triều quốc sư đang báo cáo với một chính đình ngồi trên ngai vàng hoàng chủ nhóm vật tư thứ bảy đã đưa đến cổ chiến trường Mục chính đình nhìn ghi chép vật tư trên quyển trục, khẽ gật đầu, tiếp tục chuẩn bị nhóm tiếp theo đi. Nghe vậy, quốc sư lại cười khổ nói, hoàng chủ, nhóm thứ bảy đã khiến quốc khố báo nguy, nếu như lại vận chuyển thêm tới cổ chiến trường, quốc khố sẽ bị móc sạch. Mục chính đình khép quyển trục lại, cười cười nói, quốc sư à, ngươi phải hiểu được một việc, nếu như phàm nhân giới bị công phá, chúng ta giữ những vật tư này cũng có ích gì đâu, nhưng tài nguyên mà chúng ta đưa ra đối với chiến trường tiền tuyến cũng không có tác dụng rất lớn đúng là không lớn một chính đình đứng dậy nhìn về phía bầu trời bên ngoài đại điện sâu kín nói bất quá có thể góp một ít lực lượng mỏng manh cũng là chuyện tốt nếu như mỗi một thế lực đều có ý nghĩ buông tha vậy phàm nhân giới thật sự không có hy vọng lúc này ba bóng người đột nhiên lặng lẽ xuất hiện trong hoàng cung một chính đình và quốc sư sửng sốt lập tức mừng rỡ phù sinh sao ngươi lại tới đây? Một chính đình vội vàng đi tới trước mặt một phù sinh. Người tới chính là một phù sinh, tiểu hắc cùng với thạch sinh. Lúc này không phải ngươi nên ở tiền tuyến tác chiến sao, một phù sinh ngưng trọng nói, phụ hoàng, hiện tại không phải thời điểm nói chuyện này, gần đây hoàng triều, hoặc là toàn bộ vô biên giới vực có chuyện bất thường phát sinh sao, có gì đó không ổn à, nhìn sắc mặt ngưng trọng của một phù sinh, một chính đình cũng không dám lơ là. Dù sao một chính đình rất hiểu tính tình nhi tử, có thể khiến một phụ sinh làm ra biểu tình này e là đại sự kết quả là một chính đình lập tức quay đầu nhìn về phía quốc sư bên cạnh quốc sư lắc đầu cười khổ nói cũng không có nhận được tin tức nào bất quá trong khoảng thời gian này toàn bộ hoàng triều đều đang thu thập tài nguyên hẳn là các thế lực khác cũng như thế phỏng chừng cũng không có công phu đi chú ý chuyện bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một chính đình nhìn về phía một phù sinh một phù sinh đành phải nói từ đầu đến cuối một lần Mục chính đình lại lắc đầu nói, phù sinh, hình như ngươi đã phạm vào một sai lầm. Sai lầm, một phù sinh nhướng mày. Nếu đối phương muốn xúi dục các thế lực khác, muốn làm tan rã phạm nhân giới từ bên trong, vậy thì nên bắt đầu từ các thế lực ở vĩ độ cao. Mục chính đình có thể làm hoàng chủ, đầu óc không thể bình thường, hắn tiếp tục phân tích, nếu như không có xúi dục những thế lực ở vĩ độ cao thì cần gì lãng phí tinh lực và thời gian đến xúi dục thế lực ở vĩ độ thấp chúng ta chứ, làm thế này có chút lẫn lộn đầu đuôi, mất nhiều hơn được. Chính xác, một phù sinh bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó nhíu mày nói, vậy thì càng hỏng bét. Nếu đối phương lui tới giới vực vĩ độ thấp, không phải vì xúi dục, chỉ sợ đang mưu đồ chuyện khác. Ngay cả âm dương thần chủ, hoang chủ cùng với tân hồng y đều đã tới giới vực vĩ độ thấp, đến bây giờ vẫn ẩn tà như cũ, rốt cuộc là muốn làm gì, đột nhiên, tiểu hắc nói, có phải là muốn điều tra chúng ta hay không, điều tra, tiểu hắc lấy một tấm bản đồ ra bên trên là dấu vết đối phương lưu lại ở các giới vực các địa phương đối phương đi qua đều là giới vực mà chúng ta đã từng lưu lại đồng thời lúc trước ta đã hỏi tình huống ở ma vương vực ma vương vực cũng không phát sinh chuyện gì đại biểu đối phương có khả năng đang điều tra chuyện gì đó cũng không muốn đánh rắn động cỏ một bên thạch sinh gãi gãi đầu hỏi nhưng nếu bí mật điều tra sẽ để lại dấu vết như vậy sao nghe hai người đối thoại mày một phù sinh càng nhíu chặt cuối cùng đi đến kết luận trầm giọng nói bọn họ đang cố ý dẫn dắt chúng ta tìm bọn họ chỉ có khả năng này thôi nhưng vì sao phải dẫn dắt bọn họ tới nơi này rốt cuộc có mục đích là gì ba người một phù sinh không biết một phù sinh nhìn về phía một chính đình nói phụ hoàng tóm lại vẫn nên điều nhân thủ dò xét mấy người ta nói nếu đối phương đang dẫn dắt chúng ta chung quy sẽ lưu lại một ít dấu vết một chính đình gật đầu quốc sư thấy thế liền ra ngoài sắp xếp quả nhiên cũng không ngoài dự đoán của đám người một phù sinh hình như đối phương cố ý lưu lại dấu vết vẻn vẹn trong một ngày liền bại lộ manh mối hơn nữa ngay trong lãnh thổ vô biên hoàng triều ở trong một tòa thành nhỏ phát hiện một lệnh bài màu tím vàng thạch sinh tiến lên cầm lấy lệnh bài sắc mặt ngưng trọng nói là tử kim lệnh của thiên tấn thương hội đồng thời phía dưới lệnh bài còn có một tờ giấy trên đó viết vài chữ nếu đã đuổi theo vậy thì trực tiếp tới nơi bắt đầu đi nơi bắt đầu một phụ sinh nói xem ra phải về mang hoang giới vực một chuyến rồi ông nghi hoặc và ngưng trọng ba người một phụ sinh lập tức đi tới mang hoang giới vực khoảnh khắc đi tới mang hoang giới vực liền có một cổ khí tức nồng hậu hấp dẫn sự chú ý của bọn họ nơi đó là trung vực khi tới trên một khu rừng ở trung vực đột nhiên có đại lượng khí tức máu đen từ từ dâng lên khi cảm nhận được ma khí màu đen này đồng tử tiểu hắc đột nhiên co rụt lại. Cổ ma khí này cực kỳ giống nơi hắn, phải biết rằng ở ma vương vực, tuy rằng mỗi một người tu đạo đều bởi vì huyết mạch mà có được ma khí, nhưng huyết mạch của tiểu hắc đặc thù, tu luyện ra ma khí hắc ám hoàn toàn khác biệt, nơi này, là nơi lúc trước sư tôn phát hiện ra ta. Tiểu hắc trầm giọng nói, một phù sinh và thạch sinh liếc nhau, xem ra mục đích của đối phương liên quan đến tiểu hắc. Khi ba người rơi xuống nơi ma khí phát ra, chung quanh đã có đầy nhân vật cao tầng của mang hoang giới vực. Trong đó bao gồm tầng thiên nam, thanh vân kiếm tông kiếm triều miệng và lương phong, trước mặt bọn họ có mảnh vỡ hắc thạch. Tiểu hắc tiến lên, cuối người xuống cầm lấy một mảnh vỡ, lúc đó hắn dùng thiên ma giải thể chuyển thế sống lại bị phong ấn trong hắc thạch này, nhìn thấy ba người một phù sinh, mấy người tầng thiên nam cũng hơi sửng sốt đang chuẩn bị tiến lên hỏi thì có một nữ tử quyến rũ mặc áo tím chậm rãi bước tới. Lúc nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt Thạch Sinh thay đổi, Tử Sam cô nương, người này chính là thủ tịch đấu giá sư mà lúc trước bọn họ gặp phải ở giới vực Trung Vĩ độ. Chỉ thấy vẻ mặt Tử Y có chút phức tạp thi lễ với ba người Thạch Sinh rồi nói, nếu như không muốn mang hoang giới vực Lâm vào chiến hỏa thì đi theo ta. Tử Y mang theo ba người Thạch Sinh tiểu Hắc một phụ sinh đi tới chỗ Tân gia ở Nam vực nhìn chung quanh một phụ sinh nhíu mày hỏi tân hồng y đâu tử y cười khẽ lắc đầu nàng không ở đây có chuyện quan trọng cần xử lý ánh mắt một phụ sinh nhìn về phía tử y tràn ngập sát ý nhìn thấy ánh mắt một phụ sinh tử y hơi lui về phía sau một bước bất quá nhanh chóng ổn định tâm tình khóe miệng hơi nhếch lên thản nhiên nói thần hồn của ta đã bị hạ cấm chế nếu như chết hoặc là bị mạnh mẽ sưu hồn đều sẽ tự bạo cho nên các ngươi không thể moi được gì từ trong miệng ta đâu cho dù ta muốn nói cho các ngươi cũng không thể nói ra miệng. Nghe được lời của Tử Y, một phù sinh ngẩn ra, sau đó gật gật đầu. Lúc này Thạch Sinh tiến lên một bước, thần sắc phức tạp nói, "Tử Y cô nương, Thiên Tấn Thương hội các ngươi thật sự đã đầu nhập vào tà ma vực sao?" Tử Y lại cười khổ một tiếng, "Không phải đầu nhập vào tà ma vực, chúng ta vốn là ám kỳ của tà ma vực." Thiên Tấn Thương hội là ám kỳ tà ma vực. Ba người một phù sinh đều giật mình. Thiên tấn thương hội được xưng là thương hội đệ nhất phàm nhân giới lại có loại bối cảnh không muốn người khác biết thế này. Ánh mắt thạch sinh hơi ảm đạm. Tử y là một cô nương mà hắn có hảo cảm, hôm nay xem ra hai bên đã đứng ở hai phía bất đồng. Một phù sinh vỗ vỗ vai thạch sinh, hỏi các ngươi cố ý dẫn dắt chúng ta tới mang hoang giới vực là vì điều gì? Tử y nhìn về phía tiểu hắc, cười nói, hẳn là các ngươi cũng phát hiện. Chúng ta muốn tiểu hắc theo chúng ta đến tà ma vực một chuyến, xác định một việc đến tà ma vực một chuyến sao có thể được một phụ sinh vừa định nhíu mày từ chối chỉ thấy bên cạnh tử y có thêm năm bóng người trùng áo đen kín mít mỗi người đều tản ra khí tức nửa bước thần đế cảnh quỷ thuật cấm quân tử y lần nữa nói như các ngươi thấy nếu như các ngươi không đi có lẽ mang hoang giới vực sẽ bị phá hủy đây cũng không phải là chuyện mà các ngươi muốn nhìn thấy đi nàng đang uy hiếp ba người nếu tiểu hắc không đi tà ma vực sẽ động thủ với mang hoang giới vực. Lúc này tiểu hắc tiến lên trước một bước, nhíu mày nói, uy hiếp ta. Có lẽ ngươi đã quá tự cho là đúng, nếu như mang hoang giới vực bị diệt, ta còn sống sẽ dốc hết toàn lực báo thù, giết sạch tà ma vực, giết sạch tà ma vực, cả tử y và bốn tên cường giả quỷ thuật cấm quân đều có chút kinh ngạc. Đây là lời một tên tiểu bối có thể nói ra, khẩu xuất cùng ngôn, cũng không biết vì sao các ngươi phải làm những trò công công vẹo vẹo này một tên áo đen đi tới trước mặt tiểu hắc thò tay ra chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có khí tức trận pháp lưu chuyển với thực lực của ngươi bốn người chúng ta ra tay ngươi phản kháng thế nào vừa dứt lời tiểu hắc trực tiếp đánh một quyền thẳng tới mặt người áo đen vạn cổ ma thể nháy mắt triển khai ma thần giáp bao trùm thân thể huyết mạch chi lực bộc phát tới cực hạn không gian mang hoang giới vực vốn không thể chịu được uy lực từ một quyền của tiểu hắc bắt đầu không ngừng run rẩy người ào đen nhìn một quyền đánh tới mà không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, ngược lại phát ra tiếng cười lạnh. Tay phải hắn khẽ nâng lên, khí tức tức trận pháp từ trong lòng bàn tay bắt đầu khuếch tán. Lập tức hình thành từng bụi gai màu đen rậm rạp vọt về phía nắm tay của tiểu hắc mà điên cuồng cuốn quanh, lực lượng thân thể của ngươi rất mạnh, bất quá muốn đánh bại trận pháp sư, nắm đấm của ngươi có thể chạm tới thân thể ta sao, tự y nhìn thấy cảnh này cũng khẽ lắc đầu. Tuy quỹ thuật cấm quân am hiểu nhất là huyễn trận cùng với mê hoặc lòng người, nhưng cũng có thể thi triển những trận pháp khác. Một tên trên pháp sư nửa bước thần đế cảnh cố ý không muốn ngươi đụng tới thân thể của hắn, trừ phi ngươi có thể dùng cảnh giới áp chế, nếu không làm sao có thể đụng vào chứ, nhưng mà khi nhìn thấy tiểu hắc đột nhiên nhếch miệng cười, tự y lại sửng sốt. Trong lòng nàng cảm thấy khó hiểu. Sau một khắc nàng đã hiểu được vì sao tiểu hắc lại nở nụ nụ cười rồi. Từng cây gai màu đen quấn quanh cánh tay, đâm xuyên qua da thịt tiểu hắc máu tươi chảy ra thế nhưng tốc độ của tiểu hắc lại không hề bị ảnh hưởng chút nào hắn đánh ra một quyền đồng thời kéo đứt những cây gai quấn quanh cánh tay nắm tay đánh vào gương mặt mang biểu tình khó tin của người áo đen bùng đầu người áo đen giống như dưa hấu nổ tung một nửa chỉ bất quá máu của hắn có màu xám mũ trùng màu đen cũng rủ xuống một quyền liền đánh nổ đầu lâu của một cường giả nửa bước thần đế cảnh Tử y nhìn thấy cảnh này mà đồng tử co rút, môi đỏ run rẩy, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Mấy người năm đó triển lộ dị sắc ở giới vực trung vĩ độ trong thời gian ngắn đã trưởng thành đến tình trạng này sao, đã không thể dùng hai chữ yêu nghiệt để hình dung đi, ba tên cường giả quỷ thuật cấm quân còn lại cũng không bình tĩnh nổi. Tiểu Hắc lắc lắc vung máu màu xám bám trên nắm tay, nhìn về phía bọn họ, thản nhiên nói muốn mạnh mẽ bắt lấy ta, nếu chỉ vỏn vẹn như vậy còn chưa đủ đi, nghe vậy, ba người áo đen nhìn nhau, đột nhiên biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện lần nữa đã ở trên bầu trời tân gia, ba người phân biệt đứng ở ba góc khác nhau vậy quanh vị trí tiểu hắc đang đứng. Thấy vậy, thạch sinh ngưng trọng nói, cẩn thận, trận pháp sư có thể thi triển trận pháp trong phạm vi an toàn mới là kẻ kinh khủng nhất. Như vậy có thể phát huy toàn bộ thực lực của một trận pháp sư. Đương nhiên, ngoại trừ phương khung. Tiểu hắc ngẩng đầu lên, hắn đương nhiên biết điểm này cho nên cũng không cho đối phương thời gian kết trận, trực tiếp phóng lên trên không hai tay của ba gã hát bào nhân đang nhanh chóng kết ấn, từng mặt trận kỳ giống như thiên nữ tán hoa rơi xuống các nơi. Giờ khắc này, thiên địa quy tắc chi lực bắt đầu bạo động, trận pháp sư nửa bước thần đế cảnh. Bố trí trận pháp nhanh như thế nào, khi tiểu hắc tung một quyền về phía một tên áo đen. Chỉ thấy nắm đấm thẳng tắp xuyên qua thân thể người áo đen. Thân thể người áo đen vặn vẹo một trận, tiêu tán giống như bọc biển, thấy một màn như vậy, tiểu hắc khẽ nhíu mày, hắn quét mắt nhìn thì chung quanh đã tràn ngập bóng người áo đen. Trong tay mỗi người đều nắm một trận pháp bất đồng. Tất cả dường như đều là ảo ảnh, nhưng trận pháp trong tay mỗi người bọn họ lại là thật, xem ra ngươi xem thường quỷ thuật cấm quân chúng ta. Tất cả người áo đen đồng thời mở miệng, thanh âm trùng trùng điệp điệp, với mang lực của ngươi không thể nào phá được quỷ ảnh sát trận, thành thật theo chúng ta một chuyến đi. Cổ chiến trường, trong doanh trướng ở tiền tuyến tiên đế nhìn quyển trục vận chuyển tài nguyên khắp nơi sắc mặt ngưng trọng tiên sinh ở bên cạnh nói ở giới vực vĩ độ cao đã có hai thế lực cấp thần chủ thế lực nhị lưu đình chỉ vận chuyển tài nguyên điều này có nghĩa là gì hai thế lực cấp thần chủ là âm dương thần tông và bát hoang thần tông mà ở giai đoạn này các thế lực bắt đầu đình chỉ vận chuyển tài nguyên e là đã bị quỹ thuật cấm quân mê hoặc đầu nhập vào tà ma vực hiện tại còn chưa có hành động có lẽ là đang chờ đợi đợt tiến công tiếp theo của tà ma vực ầm uhm, hạo thiên thần chủ vỗ mặt bàn bên cạnh thành bột miệng phẫn nộ quát súc sinh gia viên của mình sắp bị địch nhân tiêu diệt còn dán mặt đi quỳ gối cầu xin tha thứ nếu không ta dẫn người đi tiêu diệt những thế lực này hiện tại ma người rời khỏi tiền tuyến sẽ trúng mưu kế của tà ma vực vốn đã khó có thể chống đỡ giờ lại phân chiến lực ra đi xử lý hậu phương e là tà ma vực sẽ trực tiếp đập phá tường thành giờ phút này hổ nguyên kiếm chủ cũng gật đầu nói, thương khung thần chủ nói không sai. Nghe vậy, hạo thiên thần chủ gấp gáp nói, nhưng mà nếu để cho bọn họ và tà ma vực đồng thời tấn công, đến lúc đó hai mặt thù địch càng khó chống đỡ, tiên đế nhìn về phía tiên sinh, hỏi, tiên sinh có biện pháp gì tốt không? Sau khi suy nghĩ một chút, tiên đế cười khổ lắc đầu, thở dài nói, không có biện pháp, dù giải quyết từ phương diện nào đi nữa đều có thể khiến chúng ta rơi vào hiểm địa. Khi thực lực yếu hơn đối phương, làm gì cũng bó tay bó chân. Chỉ là tình huống đã thế này rồi vì sao tà ma vực còn không có động tác, ánh mắt phúc thiên thần chủ lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ở tân gia mang hoang giới vực, có hơn trăm bóng người áo đen đang vây quanh tiểu hắc Trong tay có trận pháp, đưa mắt nhìn tiểu hắc nói, thúc thủ chịu trói đi, như vậy có thể miễn chịu một ít thống khổ. Tiểu hắc bình thản trong mắt tràn ngập sự khinh miệt. Sự khinh miệt này không phải hắn cố ý mà phát ra từ bản năng từng luồng ma khí đen nhánh không ngừng phóng thích huyết mạch chi lực bùng nổ muốn đánh thì cứ tiếp tục bớt nói nhảm đi nghe vậy trận pháp chi lực trong bàn tay hơn trăm tên áo đen lập tức ngưng tụ một khi hơn trăm trận pháp đồng thời triển khai không nói tới tiểu hắc có thể chống đỡ được hay không toàn bộ nam vực sẽ bị hủy diệt cho dù là mang hoang giới vực đã được gia cố cũng không chịu nổi tự y ở phía dưới nhìn thấy cảnh này chỉ có thể thở dài xem ra đối mặt với thực lực tuyệt đối yêu nghiệp chưa trưởng thành vẫn vô dụng như cũ đang lúc hơn trăm tên áo đen hoàn thành ngưng tụ trận pháp chi lực phía trên bỗng có một bóng đen che đậy tất cả sự tối tăm bao trùm nơi đây ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một tòa bảo tháp chín tầng đang từ phía trên hạ xuống trấn thiên phù đồ tháp hơn trăm tên áo đen thất thanh nói theo thân tháp rơi xuống lực lượng trấn áp mạnh mẽ rơi vào thân thể đám người áo đen trận pháp chi lực vốn đã được ngưng tụ bắt đầu bạo động mất ổn định để áp chế trận pháp chi lực bạo động, đám người áo đen phải dùng 7-8 phần lực lượng, căn bản không cách thể tập trung vào tiểu hắc nữa, cùng lúc đó có 6 con lôi long màu sắc khác biệt cào thét xoay quanh hơn trăm tên áo đen. Thượng cổ thần lôi, chỉ thấy trên ngực một phù sinh có dán một tấm tạo hóa thần phù, chân đạp lôi đình ngự không mà đi, hiếp mắt cười nói, hình như các vị quên mất hai người chúng ta. Cảm nhận uy lực từ 6 loại thượng cổ thần lôi, sắc mặt người áo đen thay đổi một người làm sao có thể khống chế sáu loại thượng cổ thần lôi khác biệt một phụ sinh nhìn đám người áo đen cười nói tuy rằng phân không rõ các ngươi ai là thật ai là giả bất quá công kích tất thì không cần phải phân biệt rồi dứt lời ngón tay một phụ sinh nhúc nhích sáu con lôi long cùng bạo há to miệng từ sáu phương hướng bất đồng phun long tức tới quỷ ảnh sát trận lôi đình long tức giống như sóng lớn càng quét trận pháp bất kể là rừng rậm phía dưới hay thú vật bên trong đều bị biến thành tro tàn khi lôi đình khuất tán khoảnh khắc một phù sinh ra tay thạch sinh cũng ra tay tinh không đang điền phóng thích lực lượng bầu trời tươi đẹp hóa thành một vung tinh không dưới ánh sao chiếu rọi thạch sinh giống như chân thần duy nhất dưới mảnh tinh không nắm cả thiên địa trong tay hai tay đồng thời đè xuống dưới sự gia trì của tinh thần chi lực trấn thiên phù đồ tháp đột nhiên rơi xuống Tiểu Hắc đã dùng thiên lôi độn phù thoát khỏi phạm vi công kích của hai vị sư đệ, sau đó đưa mắt nhìn quanh, phòng ngừa có cá lọc lưới chạy thoát. Lôi đình long tức và trấn thiên phù đồ tháp khiến cho người áo đen không còn đường trốn chạy. Hai tầng công kích càng quét sạch sẽ. Cả nam vực bị nhấn chìm trong một cơn bão cát bụi, quỷ ảnh sát trận cũng đang từ từ tiêu tán. Thân hình rách nát của ba tên áo đen bị ép dưới trấn thiên phù đồ tháp, để lộ gương mặt xấu xí. Một phù sinh nhìn ba người, không khỏi nói à, hẳn là các ngươi không có đạo lữ đi. Nghe một phù sinh nói, ba tên quỷ thuật cấm quân suýt chút nữa phun một mụn máu. Làm sao vậy? Bộ dạng khó coi là do công pháp tạo thành, là chúng ta muốn biến thành như vậy sao? Đánh nhau thì đánh nhau. Sao còn công kích cá nhân chứ? Lúc này Tiểu Hắc ngồi xổm xuống nhìn ba người nghiến răng nói, nói đi, tại sao muốn bắt ta? Không biết. Một tên quỷ thuật cấm quân trả lời, Tiểu Hắc lập tức đứng dậy nhấc chân dẫm vào đầu tên này, máu tươi màu xám bắn tung tóe, ngay sau đó Tiểu Hắc nhìn về phía một tên khác. "Còn ngươi?" Nói đi, nói xong, Tiểu Hắc lại nhấc chân lần nữa. Nhưng không nghĩ tới hai tên còn lại bỗng cười to. "Tuy rằng chúng ta thật sự không biết vì sao phải bắt ngươi trở về, bất quá cho dù biết cũng không nói, ngươi nghĩ rằng bản thân có thể làm cho chúng ta sợ hãi sao?" Chỉ thấy tên bên trái cười dữ tợn, nói, "Chúng ta sẽ ở phía dưới chờ các ngươi." không bao lâu nữa phạm nhân giới các ngươi sẽ bị tà ma vực phá diệt, tiểu hắc cực đầu, lập tức dậm chân. Một tên nữa tử vong, nhưng đúng lúc chuẩn bị xử lý tên cuối cùng thì tiểu hắc đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một phù sinh và thạch sinh cũng ngưng trọng ngẩng đầu. Ở trên không có một trận pháp trải rộng toàn bộ mang hoang giới vực. Sao ba tên tiểu tử thúi kia lại trở về, không phải nên ở trên chiến trường sao, ở tàn đạo thư viện, tần thiên nam nghi hoặc nói, chẳng lẽ mang hoang giới vực xảy ra chuyện nói tới đây tần thiên nam nhìn về phía kiếm triều miệng cùng với lương phong bên cạnh hỏi dịp thu bạch có nói cho các ngươi chuyện gì không kiếm triều miệng và lương phong liếc nhau lần lượt lắc đầu đột nhiên có khí tức trận pháp phủ xuống ba người tần thiên nam không phải nói là toàn bộ người tu đạo ở mang hoang giới vực đều ngẩng đầu nhìn chỉ thấy một trận pháp bao trùm cả bầu trời mang hoang giới vực trận pháp tràn ngập lực lượng diệt sát trấn áp tuy rằng lực lượng diệt sát trấn áp không phải nhắm vào bọn họ. Nhưng chịu ảnh hưởng từ dư ba thôi cũng đã đủ ngã nhào trên mặt đất, thân thể áp sát, căn bản không cách nào nhúc nhích, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn, kiến trúc, thành trì của một số thế lực bị lực lượng trấn áp ép sụp. Giờ phút này khắp mang hoang giới vực đều xảy ra một màn như vậy, không có kẻ nào có thể may mắn thoát khỏi, trong lúc nhất thời cả giới vực lâm vào khủng hoảng. Áp lực khủng bố thế này, đến tột cùng là cường giả phương nào hàng lâm, tiểu hắc, một phụ sinh và thạch sinh ngưng trọng nhìn phát trận ùng ùng kéo đến phía trên. Ở phía trên bọn họ có 30 tên thống lĩnh quỷ thuật cấm quân nửa bước thần đế cảnh khoác áo đen cúi đầu nhìn về phía tiểu hắc. Hiển nhiên ba người trước đó chỉ là mồi nhữ. Là dùng để kéo chân ba người tiểu hắc cho 30 tên quỷ thuật cấm quân khác bố trí trận pháp. Sắc mặt một phụ sinh có chút khó coi xem ra bọn hắn đã sớm ở chỗ này bố trí cốt hết thảy, chỉ chờ chúng ta chủ động chui vào cạm bẫy. Tuy rằng lực lượng thần hồn của một phụ sinh rất cường đại nhưng khối mặt với 30 tên cường giả nửa bước thần đế cảnh đã sớm bố cục, tự nhiên là không cách nào chiếm tiên cơ. Lúc này một nữ nhân áo đỏ xuất hiện phía trên trận pháp. Tiểu Hắc ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử này, nhướng mày, Tân Hồng Y, chỉ thấy Tân Hồng Y nhìn Tân Gia đã bị sang thành bình địa, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía ba người tiểu hắc nói biết vì sao ta chọn chỗ này không không đợi ba người một phù sinh trả lời tân hồng y liền tiếp tục nói tuy rằng lập trường của chúng ta bất đồng ta cũng hiểu cách làm của các ngươi bất quá hiểu không đồng nghĩa với thông cảm vừa nói xong trong mắt tân hồng y tràn ngập cừu hận dù thế nào tân gia vẫn là gia tộc nuôi dưỡng ta nếu như gia tộc bị toàn diệt mà vẫn thờ ơ ta đây cũng không xứng với một thân tu vi này rất đơn giản Tân Hồng Y muốn báo thù, tuy rằng không phải là ba người một phụ sinh tiêu diệt Tân Gia nhưng chung quy đều là người trường sinh giới. Tiểu Hắc nhìn về phía Tân Hồng Y, ánh mắt nghiêm nghị, trầm giọng hỏi mục tiêu của các ngươi là ta, nghe vậy, Tân Hồng Y nhìn về phía Tiểu Hắc, quan sát từ trên xuống dưới một phen rồi nói, gần đây cao tầng tà ma vực đang tìm một người, sau khi nghe miêu tả ta lập tức nghĩ tới ngươi, cho nên dẫn ngươi qua đó trước rồi nói sau. Cao tầng tà ma vực, Tiểu Hắc hơi sửng sốt. Sắc mặt một phù sinh có chút ngưng trọng, chẳng lẽ lập tức nhìn về phía vị trí Tân Hồng Y, nàng đang đứng ở trung tâm 30 tên cường giả nửa bước thần đế cảnh, hắn cảm thấy khó hiểu, nói: "Vì sao ngươi có quyền lực chỉ huy nhiều cường giả như vậy?" Tân Hồng Y cười cười, "Nguyên nhân ta vừa mới nói đó." Nghe vậy, một phù sinh đã hiểu rõ. Xem ra tà ma vực rất coi trọng người cần tìm, Tân Hồng Y nói người này có thể là tiểu hắc cho nên mới phái ra cường giả nửa bước thần đế cảnh đến trợ giúp Tân Hồng Y. Tân Hồng Y phất phất tay nói, không nói nhảm nữa, ta biết lục tiền bối rất mạnh, nhưng nếu lục tiền bối ra tay thì cao tầng tà ma vực cũng có thể ra tay. Nói xong, 30 tên quỷ thuật cấm quân đồng thời thi triển pháp quyết, trận pháp bắt đầu ngưng tụ từng chùm sáng, khoảnh khắc chùm sáng ngưng tụ, quy tắc chi lực của mang hoang giới vực như bị rút cạn, ngay cả không khí cũng trở nên loãng hơn, thế thế, tiểu hắc trống giận một tiếng, huyết mạch chi lực bộc phát, nắm chặt cửu thi ma kích trong tay, ở phía sau hắn là hư ảnh ma thần to lớn đỉnh thiên lập địa, Thế thế, Tân Hồng Y khẽ gật đầu. Huyết mạch chi lực này, xem ra ta không có đoán sai, các vị tiền bối ra tay đi, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vừa dứt lời, 30 tên quỷ thuật cấm quân đồng thời xuất thủ. Từng chùm sáng mang theo lực lượng hủy diệt trấn áp bắn về phía tiểu hắc. Lúc này một phù sinh và thạch sinh cũng tới bên cạnh tiểu hắc. Chỉ thấy một phù sinh cầm bát phong lôi ngục, bắt đầu rót sáu loại thượng cổ thần lôi vào trong đó, bác phong lôi ngục nhanh chóng phóng to hóa thành tám ngọn núi cao vút trong mây nghênh đón những chùm sáng thạch sinh thì quát một tiếng hai tay nâng trấn thiên phù đồ tháp hướng về phía những chùm sáng tân hồng y thấy cảnh tượng trước mắt sắc mặt có chút phức tạp nhưng sau khi nhìn thoáng qua phế tích tân gia nàng lắc lắc đầu sắc mặt trở nên hung ác tựa như đã đưa ra một quyết định ngoại trừ tên thể tu kia còn lại sống chết bất luận giờ khắc này vô số chùm sáng va chạm với bác phong lôi ngục và trấn thiên phù đồ tháp chỉ là trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, sắc mặt một phù sinh và thạch sinh đột nhiên thay đổi. Thân thể cả hai cũng lùi lại vài bước, đại trận do 30 tên cường giả nửa bước thần đế cảnh liên thủ bố trí, quy lực không nhỏ, e là có khả năng chống lại cường giả thần đế cảnh. Thế thế, tiểu hắc quát một tiếng, tay cầm cử thiên ma kích nện vào những, trùng sáng hư ảnh ma thần phía sau cũng có hành động tương tự. ầm ầm nơi công kích va chạm, không gian không ngừng vặn vẹo, xé rách, từng gợn sóng khuếch tán trong không gian, Tuy rằng lực lượng thân thể của tiểu hắc đã có thể so sánh với cường giả nửa bước thần đế nhưng khi đối mặt với trận pháp vẫn không đủ nhìn, tiểu hắc bị chấn bay ngược. Trong quá trình bay ngược hắn điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi, một phù sinh và thạch sinh đồng thời xuất hiện phía sau tiểu hắc đón đỡ lấy hắn. Không sao chứ, tiểu hắc tiện tay lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói không chết được. Một phù sinh nhìn về phía trận pháp khổng lồ trên cao, nghiêm túc nói, chỉ sợ có phiền toái lớn. Thạch sinh nói, Vậy bây giờ nên đánh như thế nào? Một phù sinh suy nghĩ một chút, nói tuy rằng sư tôn xuất thủ có thể dễ dàng giải quyết hết, bất quá sư tôn đã nói là để cho chúng ta rèn luyện một trận, đã như vậy thì phải cẩn tuân mệnh lệnh sư tôn, đánh một trận cho tốt. Ba người tiểu hắc toàn lực chống đỡ công kích từ đại trận. Nếu nhìn từ bên ngoài giới vực cũng chỉ quan sát được không gian mang hoang giới vực đang rung rẩy thậm chí lấy khu vực nam vực làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện vết rách, toàn bộ mang hoang rung chuyển kịch liệt. Ở trung tâm, Ngọn nguồn dẫn đến trung chuyển, ba người bàn bạc, toàn lực ra tay, thực sự không được chỉ có thể để Hoàng Thiên tỷ xuất thủ. Hoàng Thiên cũng theo ba người tiểu hắc tới nơi này. Chỉ có điều nàng luôn ẩn mình trong bóng tối. Dù sao một khi cường giả thần đế cảnh như Hoàng Thiên ra tay, phàm nhân giới sẽ dẫn đầu đánh vỡ lệnh cấm, gần 300 cường giả thần đế cảnh của tà ma vực sẽ ồ ạt tấn công. Một khi nàng xuất thủ cũng chỉ có thể chém giết toàn bộ người tà ma vực ở nơi đây không thể để cho đối phương truyền tin tức về. Một phù sinh lấy ra ba tờ tạo hóa thần phù, một tờ dán trên người mình, hai tờ lần lượt dán lên người thạch sinh và tiểu hắc. Trong lúc nhất thời, khí tức cả ba tăng vọt, thạch sinh cảnh giới trực tiếp tăng lên tới thần chủ cảnh trung kỳ, một phù sinh thì tăng lên tới nửa bước thần đế chi cảnh. Tuy thân thể của Tiểu Hắc không có đột phá tới thần đế cảnh nhưng cũng cực kỳ tiếp cận, Tân Hồng y nhíu mày, nói, vậy thì có ích gì? đối mặt với tà thần thiên sát trận vẫn chỉ là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức chỉ thấy tân hồng y lại phất tay lại có vô số chùm sáng bắn về phía ba người một phù sinh hơn nửa lần uy năng của các chùm sáng như được tăng cường chỗ chúng lướt qua hết thảy quy tắc chi lực đều tịch diệt thấy thế tiểu hắc dẫn đầu lao ra thương thế đã được khôi phục hơn phân nửa nhờ năng lực đặc thù từ huyết mạch cùng lúc đó chỉ thấy một cổ khí tức huyết sắc từ trong cơ thể tiểu hắc tràn ra giống như huyết xà cuốn quanh cửu thiên ma kích, hư ảnh ma thần phía sau được bao phủ bởi từng đường vân huyết sắc, huyết mạch chi lực hoàn toàn bộc phát, cảm nhận được huyết mạch chi lực của tiểu hắc. Không chỉ Tân Hồng Y, ngay cả 30 tên cường giả nửa bước thần đế cảnh quỷ thuật cấm quân cũng hoảng hốt một trận. Huyết mạch chi lực này khiến cho bọn hắn cảm nhận được huyết mạch của mình bị áp chế, nhưng đồng thời cũng làm cho Tân Hồng Y cảm thấy hưng phấn. Áp chế huyết mạch bình thường chỉ xuất hiện trên đồng loại, trừ phi cấp độ huyết mạch của đối phương cao hơn mình rất nhiều, đã không còn cùng một cấp mới có thể áp chế xuất hiện tình huống áp chế cả huyết mạch không cùng loại. Nhưng huyết mạch tà ma vượt cấp thấp sao, dù huyết mạch tân gia của Tân Hồng Y hay huyết mạch của 30 tên cường giả nửa bước thần đế cảnh quỷ thuật cấm quân đều cảm nhận được huyết mạch của tiểu hắc áp chế. Chỉ có thể nói huyết mạch trong cơ thể tiểu hắc có chỗ giống bọn họ. Điều này cũng chứng minh suy nghĩ của Tân Hồng Y không sai. Tiểu Hắc chính phần là nhân vật mà đại nhân Tà Ma vực muốn tìm kiếm, chỉ cần thành công mang tiểu Hắc tới trước mặt vị đại nhân kia. Như vậy Tân gia trở về Tà Ma vực sẽ có địa vị cao hơn trước, đây là kỳ vọng của Tân gia, là nguyên nhân khiến Tân Hồng Y hưng phấn, nàng hưng phấn vì có khả năng hoàn thành chuyện này. Thấy tiểu Hắc ra tay trước. Thạch Sinh thu hồi Minh Hoàng Huyền phủ, lấy Lạc Tinh thần phủ ra, tinh thần chi lực toàn diện bộc phát. Ánh sáng từ các ngôi sao trên tinh không tu tập vào Lạc Tinh Thần Phủ trong tay Thạch Sinh. Chỉ thấy hai tay Thạch Sinh cầm chặt cán Lạc Tinh Thần Phủ bổ về phía vô số trùng sáng đang bắn tới, sắc mặt một phù sinh ngưng trọng, hai tay thò ra, mỗi bàn tay chứa ba loại thần lôi. Huyền âm tử lôi, thiên trừng thần lôi, lục cửu thiên lôi, thái cực âm dương chính khí thần lôi, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, đại ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, khi sáu loại thượng cổ thần lôi thời xuất hiện trong tay một phù sinh, Cả mang hoang giới vực như bị mây đen bao phủ, từng tia lôi đình bổ xuống, mỗi một loại thần lôi đều là thần vật mà người tu đạo tu luyện thuộc tính lôi tha thiết ước mơ. Vào giờ khắc này, đồng tử trong mắt một phụ sinh co rút, hai tay bắt đầu chậm rãi hợp lại, hắn muốn dung hợp sáu loại thần lôi thành một, trong quá trình hai tay hợp lại, lôi đình chi lực mang tính hủy diệt cuồn cuộn lan tràn ra bốn phía, chỉ thấy khu vực chung quanh một phụ sinh đã biến thành một mảnh luyện ngục lôi đình. Tiểu Hắc và Thạch Sinh đồng thời vọt tới trước những chùm sáng. Tiểu Hắc cầm cửu thiên ma kích trong tay gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp trên hai cánh tay chợt phồng lên. Xuất hiện gân máu, cửu thiên ma kích mang theo khí tức huyết mạch vô tận đập ra, bùng bùng bùng, bùng vô số chùm sáng va chạm với cửu thiên ma kích. Trong lúc nhất thời không có bất kỳ thanh âm nào vang lên. Mọi sự vật trong khu vực chiến đấu đều tan thành tro bụi. Khí tức hủy diệt và huyết mạch chi lực của tiểu hắc không ngừng dây dưa, cuốn quýt lấy nhau, lúc này thạch sinh tay cầm lạc tinh thần phủ ngưng tụ tinh thần chi lực vô tận nặng nề bổ vào những chùm sáng, lực lượng bộc phát làm cho cả mang hoang giới vực trung lên, lần này tiểu hắc và thạch sinh không có bị chấn bay. Cảnh tượng trước mắt làm cho quỷ thuật cấm quân và tân hồng y tử y đều hơi kinh hãi. Ba tên này nghịch thiên như vậy sao, sát trận cấp thần đế mà vẫn có thể chống đỡ được, công kích của thạch sinh vẫn chưa kết thúc. Một tay cầm lạc tinh thần phủ, một tay ném ra trấn thiên phù đồ tháp ra. Khi tức trấn áp mà tà thần thiên sát trận mang đến nhanh chóng bị trấn thiên phù đồ tháp hấp thu, dù sao công năng chính của trấn thiên phù đồ tháp chính là trấn áp. Cho dù là trận pháp cấp thần đế đối mặt với pháp khí cấp bậc như trấn thiên phù đồ tháp cũng bất lực, thấy một màn như vậy, Tân Hồng Y lo lắng nói, nếu để cho đối phương chạy trốn, ma thần mà trách tội chúng ta đều không thể gánh vác, nghe vậy, 30 tên quỷ thuật cấm quân đều ngưng trọng, một tên trong đó lên tiếng, yên tâm đi, cho dù đối phương có pháp khí cấp cao cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính. Dứt lời, 30 tên quỷ thuật cấm quân đồng thời vương tay phải ra ép xuống, nhất thời toàn bộ trận pháp bắt đầu xoay tròn, những chùm sáng giống như trường thương khổng lồ mang theo uy lực cường đại hơn bắn về phía tiểu hắc và thạch sinh, ầm, uhm, tiểu hắc và thạch sinh trực tiếp bị đánh rơi xuống, giống như đạn pháo lúng vào trong đại địa, đám quỷ thuật cấm quân cười lạnh một tiếng, muốn khống chế chùm sáng truy kích lần nữa, không cho hai người bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Nhưng vừa định ra tay thì lại cảm giác được một cổ lôi đình chi lực cuồng bạo tràn ngập trong không gian mang hoang giới vực, cổ lôi đình chi lực này để cho bọn họ cảm thấy tĩnh mịch, tất cả đồng thời hướng mắt nhìn về một vị trí. Chỉ thấy một phù sinh đang nâng một thanh trường thương lôi đình, hai chân bước tới. Hủy diệt chi lực phát ra từ trường thương cực kỳ khủng bố, nếu như không có trận pháp, e là bọn họ không thể tiếp được. Muốn dung hợp thượng cổ thần lôi, Khả năng khống chế và thần hồn chi lực phải đạt tới yêu cầu cực cao. Lúc trước dung hợp 5 loại đã là cực hạn khả năng của một phù sinh. Sau khi trải qua lôi phạt thần đế huấn luyện, hiện giờ hắn có thể dung hợp 6 loại thần lôi, chẳng qua là vẫn có chút miễn cưỡng. Trên trường thương lôi đình thỉnh thoảng sẽ có lôi đình chi lực nổ vang, 30 cường giả nửa bước thần đế phía trên trận pháp nhìn thấy thanh trường thương này, khuôn mặt ẩn dưới áo đen đều biến đổi, không cần đối thoại, cùng lúc tất cả đều thi triển pháp quyết tốc độ trận pháp xoay tròn tăng nhanh. Từng chùm sáng bắt đầu hội tụ cùng một chỗ, một cổ năng lượng mang tính hủy diệt đang chậm rãi hình thành, Tử Y đã sớm lui ra xa nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng ngưng trọng, thì thào nói, đây là một kích ngưng tụ tất cả lực lượng của Tà Thần Thiên Sát trận, bọn họ đã có thể bức quỷ thuật cấm quân đến mức này sao? Trong giọng nói của nàng tràn ngập lo lắng. Chỉ là không biết đang lo lắng cho quỷ thuật cấm quân hay đang lo lắng cho những người khác bên kia, một phù sinh nhìn Tà Thần Thiên Sát trận đang ngưng tụ lực lượng, sắc mặt cũng chăm chú. Nếu cổ lực lượng này bùng nổ ở mang hoang giới vực, e là bảy phần giới vực sẽ bị hủy diệt. Nghĩ tới đây, một phù sinh không chờ đợi nữa khẽ quát, phóng trường thương lôi đình trong tay về phía trận pháp trên không. Trường thương ngưng tụ từ sáu loại thần lôi xuyên qua không gian mang theo từng tiếng nổ lốc bốt. Cùng lúc đó, 30 tên quỷ thuật cấm quân đồng thời rống giận, hai tay đột nhiên đè xuống phía dưới. Chùm sáng do tà thần thiên sát trận ngưng tụ tất cả lực lượng bắn nhanh xuống dưới, toàn bộ kiến trúc ở Nam Vực đều bắt đầu chôn vùi, một ít phàm nhân, thậm chí người tu đạo có cảnh giới thấp thất khiếu chảy máu, trực tiếp chết tươi. Khói bụi mù mịt, đất sụp núi nứt, chỉ có chỗ tàn đạo thư viện cùng với thanh vân kiếm tông may mắn thoát khỏi, nam nhân vực bị trấn áp không cách nào nhúc nhích đều miễn cưỡng xoay đầu, trong mắt chuyển động nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra mà lòng tràn ngập tuyệt vọng. Kết thúc rồi, nhưng tại thời điểm bọn họ tuyệt vọng, trong lòng không khỏi nhớ tới nam tử áo trắng cùng với những đệ tử của hắn, bọn hắn còn có thể cứu vớt mang hoang giới vực sao, giờ khắc này, trường thương nhỏ bé hơn nhiều so với trùng sáng va chạm vào nó. Chỉ là trong phút chốc, từng luồng khí hủy diệt kinh thiên như bão táp khuếch tán, vị trí hai đạo công kích giao nhau, không gian đã bị hủy diệt. Trên không là khí tức hủy diệt từ chùm sáng khủng bố do tà thần thiên sát trận phóng ra, còn phía dưới lại tràn ngập lôi đình chi lực, bên má tân hồng y có một giọt mồ hôi chảy xuôi, trong mắt hắn tràn ngập sự khó tin công kích thế này đã dư lực chống lại cường giả thần đế cảnh rồi. Rốt cuộc thực lực thật sự của một phù sinh ở cấp độ nào, sắc mặt 30 tên quỷ thuật cấm quân cực kỳ ngưng trọng, lập tức liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu, bọn hắn gầm nhẹ một tiếng, lại nâng tay lên rồi đè xuống, ầm ầm ầm, cả không gian bị ánh sáng chói mắt bao trùm, người quan chiến đều không khỏi nhắm mắt lại, chỉ thời gian vài nhịp thở lại nhưng tưởng như đã qua rất rất lâu. Ánh sáng chói mắt dần dần tan biến trận pháp vẫn còn tồn tại trên không trung chỉ là đã ngừng xoay tròn, trông cũng ảm đạm hơn trước. Trùng sáng cùng với trường thương lôi đình đều biến mất. Đồng thời biến mất còn có một phù sinh. Chỉ là mặt đất bên dưới có thêm một cái hố to. Tiểu hắc thạch sinh và một phù sinh từ trong hố bò ra, khí tức hơi quể quải, máu dính đầy áo bào. Mí mắt thạch sinh giật giật lau vết máu nơi khóe miệng rồi nói, một sư đệ, hẳn là ngươi vẫn còn ác chủ bài đi, vết thương sâu có thể thấy được xương trên người tiểu hắc cũng đang khôi phục nhanh chóng chỉ có điều thương thế nặng như vậy muốn khôi phục cũng cần một ít thời gian thiêu đốt huyết mạch có lẽ sẽ phá vỡ được trận pháp trải qua một kích vừa rồi tà thần thiên sát trận cũng tiêu hao rất nhiều một phù sinh cười khổ nói trận pháp cấp thần đế lúc trước còn có thể vượt biên tác chiến dễ dàng nhưng đến cảnh giới hiện tại độ khó cũng không phải chỉ tăng lên một chút thôi nhưng mà trong tay một phù sinh có thêm hai tờ phù triện nghiêm túc nói các ngươi dùng thiên lôi độn phù tránh xa một chút. Thạch sinh và tiểu hắc đều kinh ngạc nhìn mục phù sinh. Quả nhiên, mục sư đệ còn có ác chủ bài, lúc này, tân hồng y phía trên lãnh đạm nói, ta nghĩ để các ngươi ngoan ngoãn đi cùng ta các ngươi cũng sẽ không đồng ý. Nói tới đây, tân hồng y nhìn về phía quỷ thuật cấm quân, nói, giết hai người còn lại đi, lưu tên thể tu kia một hơi là được. Bây giờ vị trí đã được quyết định, tân hồng y không thể do dự nữa, do dự sẽ bại trận huống hồ đối mặt với đệ tử của lục trường sinh, do dự một khắc sẽ có vô số dị biến phát sinh, 30 tên cường giả quỷ thuật cấm quân đều gật đầu. Lập tức thúc giục tà thần thiên sát trận, từng chùm sáng bắt đầu ngưng tụ nhắm ngay vị trí ba người mà bắn. Một phù sinh căng thẳng hô. Đi mau, tiểu hắc và thạch sinh hít sâu một hơi cầm chặt thiên lôi độn phù, một phù sinh cũng chuẩn bị sử dụng phù triện trong tay đột nhiên từ dưới lòng đất có từng luồng khí tức tĩnh mịch màu vàng chậm rãi bốc lên. Có ba lão giả mặc áo bào màu vàng, trong thân thể có chút hư ảo xuất hiện trước mặt đám một phù sinh. Một phù sinh, tiểu hắc, thạch sinh đều sửng sốt, theo bản năng đình chỉ hành động. Tân Hồng Y và 30 tên quỷ thuật cấm quân cũng cảm thấy khó hiểu. Giờ phút này từng chùm sáng đã bắn tới gần, ba lão giả áo bào vàng đều vươn bàn tay hư ảo ra từng luồng hoàng tuyền tử khí phun trào tạo thành một lá trắng. những chùm sáng bắn vào lá trắng nhưng lá trắng không hề ảnh hưởng, thậm chí không có dao động chút nào. một màn này khiến cho tất cả mọi người chấn động. mặc dù tà thần thiên sát trận đã bị tiêu hao không ít lực lượng nhưng dù sao cũng là sát trận cấp bậc thần đế. ba lão giả chỉ tiện tay phóng thích lá trắng mà có thể nhẹ nhàng chống đỡ hết công kích, sao có thể như vậy? sau một khắc, lão giả bên phải lãnh đạm phất tay áo về phía trận pháp nhất thời hoàng tuyền tử khí ngưng tụ thành một mũi tên dùng thế xếp đánh không kịp bưng tay xuyên qua tà thần thiên sát trận người thừa kế cửu u minh phủ mà các ngươi cũng dám đánh chủ ý tà ma vực thật sự to gan cửu u minh phủ nghe được lão giả dạ áo vàng nói bất luận là ba người tiểu hắc hay ba mươi tên quỷ thuật cấm quân phía trên đều sửng sốt chỉ có tân hồng y và tử y có chút nghi hoặc nàng ta không khỏi tò mò hỏi tiền bối cửu u minh phủ là thế lực phương nào một tên cường giả quỷ thuật cấm quân đứng bên cạnh Tân Hồng Y ngưng trọng nói, cửu U Minh Phủ, nghiêm túc mà nói cũng không thể xem như một phương thế lực, dù sao tất cả giới vực đều sẽ có cửu U Minh Phủ tồn tại. Tất cả các giới vực đều có. Tân Hồng Y Kinh Hải Nói như vậy, không chỉ là phàm nhân giới, tiên giới cùng với tà ma vực có, cửu U Minh Phủ trưởng quản luân hồi, chỉ cần không phải thần hồn câu diệt hoặc dùng bí pháp đặc thù chuyển thế sống lại, như vậy sau khi chết thần hồn đều sẽ tiến vào cửu u minh phủ tiến hành luân hồi chuyển thế trưởng quản luân hồi tân hồng y nhìn chằm chằm ba người một phù sinh một người trong bọn họ lại là người thừa kế của một thế lực khủng bố bậc này không khỏi có chút quá mức đi tân hồng y hỏi không biết người thừa kế theo như lời tiền bối là ai lão già áo vàng không nói gì chỉ là nhìn thoáng qua tiểu hắc thấy vậy tân hồng y cũng biến sắc vội vàng nói người này chính là người mà ma thần của chúng ta muốn tiền bối có thể nhưng mà lời còn chưa nói xong thì lão giả áo vàng ở giữa cười lạnh nói, ma thần. Người kia của tà ma vực đúng không, nếu hắn muốn thì để cho hắn tự mình tới đi, nếu như không để ý sinh tử cố ý ra tay cướp đoạt, chúng ta cũng không ngại đưa các ngươi vào luân hồi. Yên tâm, cửu U Minh Phủ sẽ không thiên vị bất kỳ người nào bước vào luân hồi, sẽ không bởi vì các ngươi chống đối chúng ta liền không cho các ngươi luân hồi trọng sinh. Nghe vậy, sắc mặt Tân Hồng Y trở nên khó coi một tên quỷ thuật cấm quân ngưng trọng nói, Hồng Y, bây giờ rời đi thôi, đến lúc đó báo cáo với ma thần bệ hạ, hắn sẽ hiểu. Dù sao ngay cả ma thần bệ hạ và tà chủ bệ hạ đồng thời tới cũng không cách nào ăn được quả tốt trong tay người cửu U Minh Phủ. Hơn nữa bọn họ cũng biết ở vĩ độ thấp phàm nhân giới là tầng dưới cùng, mang hoang giới vực cũng ở vị trí khá thấp. Như vậy lực lượng của cửu U Minh Phủ nơi đây, e là mạnh nhất phàm nhân giới. Tân Hồng Y do dự một chút, lập tức gật đầu, vậy đi thôi. Dứt lời, Tân Hồng Y lại nhìn ba người một phụ sinh một cái rồi cùng quỷ thuật cấm quân cùng với tử y rời đi. Theo những người này rời đi, lực lượng trấn áp bao phủ toàn bộ mang hoang giới vực cũng hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người ở mang hoang giới vực đều đứng lên thở dài một hơi. Tuy rằng không biết là ai cứu bọn họ, bất quá vẫn hướng người ở trung tâm trận pháp bao phủ mà cuối mình. Tần Thiên Nam không khỏi cười nói, có phải đám tiểu tử thúi kia đã trở lại hay không? Kiếm triêu miệng và Lương Phong cũng nhìn nhau cười, nếu như tông chủ đã trở lại, vậy sao không về nhìn một chút, làm một tên trưởng quầy vung tay, ngược lại rất tiêu sái. Lúc này, tiểu hắc một phụ sinh và thạch sinh tiến lên, không người nói, đa tạ tiền bối cứu giúp. Ba lão giả đều gật gật đầu, lập tức tập trung ánh mắt trên người tiểu hắc nói, ngươi là người được cửu U Minh Phủ Vĩ Độ Cao lựa chọn đi, tiểu hắc gật đầu nói, đúng vậy đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta đến cửu U Minh Phủ một chuyến. Một chuyến đến cửu U Minh Phủ, bây giờ sao, Tiểu Hắc lo lắng nói, tiền bối, có thể trì hoãn một chút thời gian hay không? Hiện tại phàm nhân giới chúng ta còn đang trong đại chiến với tà ma vực, nếu như ta rời đi, chỉ sợ có chút không ổn, một lão giả áo vàng cười nhạt. Nói, ngươi cảm thấy thực lực của ngươi bây giờ có thể thay đổi chiến cuộc sao, tiểu hắc trầm mặt Huống hồ hiện nay cuộc chiến người thừa kế Cửu U Minh phủ đã khai hỏa, ngươi không muốn tham gia, nếu là những người thừa kế khác, chỉ sợ sau khi nói ra những lời như vậy, ba lão giả áo vàng liền phất tay áo rời đi, không để ý tới. Chỉ là thân phận của Tiểu Hắc quá mức đặc thù. Đây chính là người mà vị kia trong Minh phủ tự mình nói muốn đặc biệt chú ý, Tiểu Hắc do dự một chút, hỏi, sau khi ta tham gia cuộc chiến người thừa kế, Cửu U Minh phủ có thể trợ giúp ta sao? một lão giả khẽ cười nói, hiện tại mới chỉ là vòng tranh đoạt thứ nhất, vòng thứ hai còn chưa xác định thời gian, với thân phận hiện tại của ngươi thì không thể nhận được trợ giúp. Dù sao cửu U Minh Phủ Quyết không cho phép tham gia loại chiến tranh cải mệnh quy mô lớn này. Phạm nhân giới tiên giới và tà ma vượt đại chiến liên lụy đến sinh mệnh của bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực, cho dù ngươi thành công ngồi lên vị trí minh chủ cũng chỉ có thể điều động tài nguyên, đương nhiên không thể công khai phái nhân thủ với quy mô lớn, Nói đơn giản, khi ngươi trở thành minh chủ, chiến thắng nhiều người thừa kế khác có thể làm chút thao tác bí mật, chỉ cần không để người ngoài biết Cửu U Minh phủ xuất thủ là được. Chỉ là với thân phận hiện tại của Tiểu Hắc vẫn không cách nào để Cửu U Minh phủ vì hắn làm loại chuyện này. Tiểu Hắc suy nghĩ một chút, lập tức nhìn thoáng qua một phù sinh và thạch sinh rồi nhìn về phía ba lão giả dạ áo vàng kiên định nói, ta đây liền bỏ qua thân phận người thừa kế không cách nào chấp nhận chuyện các sư huynh sư đệ ở tiền tuyến liều chết còn mình lại trốn ở phía sau một phù sinh và thạch sinh bất đắc dĩ cười bất quá nếu đổi lại là bọn họ chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn như vậy đang là thời khắc sinh tử tồn vong của phàm nhân giới hắn đến tranh đoạt vị trí minh chủ ở cửu u minh phủ đây là chuyện gì chứ ba lão giả áo vàng hơi sửng sốt trong lòng cũng cả kinh không nghĩ tới có người lại từ bỏ thân phận người thừa kế cửu u minh phủ điều này khiến cho ba lão giả có chút lo lắng không được, đây chính là người mà vị kia chú ý, nếu tự nguyện vứt bỏ thân phận, e là ba người bọn họ phải về hưu sớm, tiến vào luân hồi chuyển thế trọng sinh đúng lúc ba người muốn nói gì đó. Tiểu Hắc đột nhiên sửng sốt, tiếng lục trường sinh đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đi đi, đối với ngươi có lợi vô hại, không cần lo lắng bên này. Dù sao đây cũng là chuyện mà lục trường sinh đáp ứng người kia ở cửu U Minh Phủ. Phải tìm cho bọn họ một người thừa kế vị trí minh chủ. Nghe vậy, Tiểu Hắc mới gật đầu nói, ta đi với các ngươi. Ba lão giả vừa cao hứng vừa cảm thấy khó hiểu. Sao lại thay đổi ý định nhanh như vậy, chẳng lẽ có người âm thầm cảnh tỉnh hắn, nhưng nếu là như vậy, sao ngay cả một chút khí tức bọn họ cũng không nhận ra được đây, trong bóng tối chỉ có một con phượng hoàng đang ẩn nấp thôi, quên đi, dù sao kết quả đi theo là tốt rồi. Nghĩ tới đây, ba gã lão giả gật đầu nói, theo chúng ta đi thôi. Dứt lời liền mang theo Tiểu Hắc biến mất tại chỗ một phù sinh và thạch sinh liếc nhau cười khổ nói vậy chúng ta về cổ chiến trường báo cáo chuyện này đi cổ chiến trường cứ điểm tà ma vực tân hồng y mang theo quỹ thuật cấm quân trở lại nơi này trong đại điện màu đen được xây dựng tạm thời tân hồng y cúi đầu quỳ xuống chẳng biết từ lúc nào ma thần đã xuất hiện trên vương tọa phía trên người mà ngươi nói thế nào rồi tân hồng y vẫn cúi đầu nói ma thần bệ hạ Hiện tại đã có thể tin tưởng ma chủ ma vương vực có năng lực huyết mạch phù hợp với miêu tả của ma thần Bệ Hạ. Nghe đến đây, ma thần hơi mở mắt nâng bàn tay nói, ngươi đứng lên rồi nói. Nghe vậy, Tân Hồng Y đứng dậy nhưng vẫn hơi không người, miêu tả chi tiết trạng thái tiểu Hắc biểu hiện ra trong trận chiến trước một lần, đồng thời còn lấy ra một khối ngọc bội ghi chép lại cảnh tượng, thậm chí có thể cảm nhận được khí tức lúc ấy, nhìn đến đây, ma thần bỗng nhiên đứng dậy, khuôn mặt vốn lạnh lùng lộ vẻ kích động, mang hắn đến chưa? tân hồng y lắc đầu thấy thế ma thần cũng nhíu mày một cỗ ma uy không thể chống đỡ phóng ra áp đảo tân hồng y khiến cho nàng quỳ xuống lần nữa cho bổn tọa một lý do tân hồng y gian nan nói cửu u minh phủ cửu u minh phủ ma thần sửng sốt hắn là người thừa kế cửu u minh phủ bị cường giả cửu u minh phủ mang đi chúng ta căn bản không phải là đối thủ của đối phương nghe đến đây khí tấn là cửu u minh phủ các ngươi không phải đối thủ cũng rất bình thường. Vậy, cửu U Minh phủ rốt cuộc là thế lực như thế nào? Ma thần nhà nhạc liếc tân hồng y một cái, nói, ngươi không cần biết. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Tân hồng y hỏi. Ma thần thản nhiên nói, cửu U Minh phủ sẽ không tham dự vào tranh đấu của thế lực bên ngoài, không cần lo lắng, chỉ cần dựa theo tiết tấu bình thường ăn mòn thế lực phía sau phàm nhân giới là được rồi. Đến lúc đó, hắn cũng có thể thấy rõ ràng, đến tục cùng lựa chọn trở lại ma giới chúng ta tà ma vực là tà giới cùng ma giới tổ hợp thành hay là ở lại địa phương cuối cùng sẽ bị hủy diệt như phàm nhân giới nghe ma thần nói tân hồng y cả kinh rốt cuộc tiểu hắc có thân phận thế nào mà có thể khiến ma thần coi trọng như vậy bất quá tân hồng y cũng sẽ không hỏi chỉ cần nghe lệnh làm việc là được nghĩ tới đây tân hồng y chắp tay nói thuộc hạ hiểu rồi giờ phút này phàm nhân giới tựa như rơi vào một vòng tuần hoàng chết lực lượng hiện tại không đủ nếu như canh giữ ở chỗ này phòng bị tà ma vực tiến công như vậy thế lực phía sau dần dần bị ăn mòn tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó quân đội phàm nhân giới tự tan rã nếu như phân ra lực lượng điều tra thanh trừ thế lực đã phản bội tất nhiên cần hao phí đại lượng nhân thủ tà ma vực nhân cơ hội tiến đến công thành nhất định sẽ bị công phá điểm này để cho cao tầng phàm nhân giới và tiên giới đều cực kỳ khổ não thậm chí có rất nhiều người biết chuyện này, quân đội bắt đầu khủng hoảng, không làm gì cả cũng là một cái chết mãn tính trong doanh trướng. Tiên đế tập kết các lãnh tụ cao tầng, bao gồm các cường giả đế cảnh của tiên giới, tông chủ các thế L75C nhất lưu, thế lực cấp thần chủ ở phàm nhân giới. Đám người Diệp Thu Bạch tự nhiên cũng ở chỗ này. "Các vị, nói xem có biện pháp giải quyết hay không?" Sắc mặt tiên đế ngưng trọng, ánh mắt quét về phía mọi người phía dưới nhưng mà không có ai lên tiếng cuối cùng cốc chủ phần viêm cốc đánh vỡ yên lặng cười khổ nói tiên đế bệ hạ quả thật không có biện pháp tốt để giải quyết tình huống hiện tại có người dẫn đầu nói chuyện nên những người khác cũng nói hạo thiên thần chủ bất đắc dĩ lên tiếng thực lực chênh lệch quá lớn cho dù lựa chọn thế nào cũng phải từ bỏ một phương nghe được lời nói của hai người mọi người cũng gật đầu tiên đế nhìn về phía tiên sinh hỏi tiên sinh nghĩ thế nào tiên sinh lắc đầu nhìn thấy một màn như vậy mọi người đều trở nên yên tĩnh lúc này hồng anh đột nhiên đứng ra nói có lẽ cần thay đổi cách nghĩ thay đổi cách nghĩ các cường giả đều quay đầu nhìn về phía hồng anh chỉ thấy hồng anh đi tới trước xa bàn to không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói các vị tiền bối đều lâm vào tử cục nên giải quyết phía trước cùng phía sau như thế nào hơn nữa phải tận khả năng bảo toàn hai bên nhưng các ngươi cũng biết rõ bảo toàn hai bên là chuyện không thể nào Mọi người trầm mặt. Trầm mặt không phải nói lời của Hồng Anh không đúng mà bởi vì nói quá đúng. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Hồng Anh cười khẽ một tiếng nói, các vị tiền bối có thể là người trong cuộc mơ hồ, cho nên không kịp phản ứng, nếu như chúng ta nghĩ theo một góc độ khác, Các ý nghĩ bảo toàn hai bên, từ bỏ tiền tuyến thì sao, từ bỏ tiền tuyến. Nghe Hồng Anh nói, mọi người đều cả kinh, ngay cả tiên đế và tiên sinh cũng không khỏi liếc mắt nhìn Hồng Anh. Chỉ thấy tiên đế nghiêm túc hỏi: Ngươi nghĩ như thế nào, tiếp tục bị động phòng thủ, nếu không có kỳ tích phát sinh chung quy vẫn bị đối phương dùng số lượng khổng lồ tiêu hao đến chết. Hồng Anh lưu loát nói, cho nên thay vì như vậy còn không bằng vứt bỏ tiền tuyến, lui về phía sau. Để mặc đối phương tiến vào phàm nhân giới, còn chúng ta trở lại địa phương quen thuộc tác chiến, thông qua các phương diện du kích, ngăn chặn quân đội tà ma vực, chắc chắn sẽ khiến chúng ta giảm thiểu tổn thất, đối phương thì tổn thất lớn hơn. Từ xưa đến nay, bên công thành cần hao phí nhiều tài nguyên hơn phàm nhân giới khổng lồ như thế chỉ cần lui về phía sau tránh mũi nhọn là được nói như vậy còn có thể nhân tiện điều tra giải quyết thế lực mê hoặc phàm nhân giới của đối phương tiên sinh khẽ nhíu mày nói nhưng làm như vậy tà ma vực sẽ xâm chiếm lãnh thổ phàm nhân giới với tốc độ nhanh hơn hồng anh nhìn về phía tiên sinh nói chúng ta lui về phía sau không cần cố thủ một điểm nhưng đối phương xâm chiếm xong một tinh vực cần phái người trấn thủ, đây chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Nghe vậy, tiên sinh trầm mặt. Nhìn mọi người có chút kinh hãi hoặc là có điều suy nghĩ, Hồng Anh cười nói, tuy nói tà ma vực xâm chiếm có thể sẽ dẫn đến phạm vi thế lực của một phe tổn thất thảm trọng, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với chuyện tà ma vực triệt để diệt trừ quân đội phàm nhân giới. Chỉ cần giải quyết được tà ma vực, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Đơn giản mà nói chính là gom một đống phân rồi vẫy đầy trời. Nghe đến đây, hạo thiên thần chủ dẫn đầu cười to. Ta cảm thấy có đạo lý, hổ nguyên kiếm chủ cũng khẽ gật đầu có thể thử một lần. Cốc chủ phần viêm cốc cũng đồng ý gật đầu. Thế vậy, tiên đế ngẩng đầu cười nói không hổ là đồ đệ của hắn, các vị đều đồng ý phương pháp này đi, mọi người đều gật đầu. Lại hai ngày trôi qua. Quân đội mênh mông cuồn cuộn của tà ma vực đột kích, xâm nhập vào bình nguyên nhưng điều khiến đại quân tà ma vực cảm thấy kỳ quá chính là không có tướng sĩ thủ tường thành không có quân chống đỡ bọn họ chẳng lẽ có âm mưu gì bất quá dù như thế nào cũng không thể lui về phía sau trong tình huống không có trở ngại và nhanh chóng đẩy mạnh tường thành nhanh chóng nổ nát nhìn thấy vô số doanh trướng phía sau đã không còn nửa điểm khí tức tất cả quân lính tà ma vực đều choáng váng đây là tình huống gì phía trên ma thần và tà chủ nhìn cảnh này cũng khẽ nhíu mày xem ra bọn họ cũng không ngốc tà chủ lập tức vung tay ra lệnh đã như vậy tiếp tục tiến tới nhìn đại quân tà ma vực rời khỏi cổ chiến trường bên trong vô tận hải vực có một tiếng thở dài không ai có thể nghe được hy vọng lần này phàm nhân giới có thể vượt qua kiếp nạn sau đó phần đuôi lớn vốn nâng cổ chiến trường bắt đầu cuộn lấy toàn bộ cổ chiến trường sau đó kéo vào sâu bên trong vô tận hải vực cửu u minh phủ là một mảnh thiên địa mờ nhạt tràn ngập tĩnh mịch trong một đại điện lơ lửng trên nước hoàng tiền sau khi tiến vào trong đại điện Căn bản không cách nào nhìn thấy vách tường chung quanh, ngẩng đầu nhìn cũng không có thấy mái vòm, giống như đang ở trong một bình nguyên rộng lớn bên ngoài đại điện. Ở địa phương trong rộng lớn này có 9 người đang đứng. Trong đó bao gồm cả Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là người cuối cùng tiến vào, khi Tiểu Hắc tiến vào liền hấp dẫn ánh mắt của 8 người còn lại. Nhìn thấy 8 người này đứng cùng một chỗ, Tiểu Hắc cũng không có phản ứng, trực tiếp ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần dù sao hiện tại phàm nhân giới còn đang trên bờ vực hủy diệt, sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội còn đang ở tiền tuyến liều chết chiến đấu, hắn thì lại tới tham gia tranh đoạt vị trí minh chủ. Chuyện này khiến tiểu hắc khó mà tĩnh tâm. Lúc này tiểu hắc đột nhiên mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình có một nam tử. Nam tử treo nụ cười trên mặt, trong hòa hòa khí khí, dáng vẻ như rất dễ chung đụng, thế nhưng sâu trong mắt lại ẩn giấu sự kiêu ngạo. Nam tử nhìn tiểu hắc, cười ha hả nói, ta đến từ hỗn độn giới, không biết các hạ đến từ giới nào, hỗn độn giới, một trong sáu giới. Đương nhiên tiểu hắc không biết, bất quá hắn bây giờ hắn cũng không có tâm tư hỏi thăm hỗn độn giới này là địa phương nào. Lòng vốn đang sao động, tham gia tranh đoạt mà có người đến đáp lời thế này, cũng không cần cho mặt mũi, tiểu hắc lạnh lùng nói, lăng, tiểu hắc cũng không có che giấu lời mình. Điều này cũng làm cho tám người đang lặng lẽ quan sát tình huống chú ý, không ngờ sau khi nam tử sửng sốt một chút cũng không có tức giận, chỉ cười ha hả nói ta cũng không có ác ý bất quá nếu như ngươi có chuyện gì không rõ có thể hỏi ta bất cứ lúc nào nói xong nam tử xoay người rời đi những người còn lại thấy thế cũng cười lạnh nói là một tên thể tu sao trong mới đạt tới nửa bước thần đế cảnh cảnh giới không tính là cao nhưng điệu bộ lại rất cao bất quá ta có chút buồn bực tuy rằng thảo hạch người thừa kế cửu u minh phủ không nhìn cảnh giới nhưng cảnh giới không cao cũng đại biểu một phần thiên phú người như thế này làm sao có thể tham dự khảo hạch chứ, không sao cả, có thêm một người thế này cũng giảm chút độ khó. Chỉ có nam tử kia như có điều suy nghĩ, không có tham gia bàn luận. Lúc này, có âm thanh không biết từ nơi nào truyền ra. Không nói chúc mừng, chờ có người trong các ngươi trở thành người thừa kế duy nhất cho vị trí minh chủ lại nói. Vòng khảo hạch thứ nhất, quỷ môn quan, các ngươi có thể bắt đầu, không giới thiệu nhiều, cũng mặc kệ người tham dự có biết làm thế nào để thông qua khảo hạch hay không. Sau khi âm thanh biến mất, cảnh tượng chung quanh bọn họ bắt đầu trở nên mông lung, đại lượng sương trắng bắt đầu bao bọc mọi người. Sương trắng tự hồ không đơn giản, chỉ hít vào một ngụm liền cảm nhận được băng hàng chi ý, giống như muốn đóng băng lục phủ ngũ tạng, sương trắng phiêu tán, mọi người nhìn về phía trước. Trong lúc mơ hồ, có một cổng vòng thật lớn xuất hiện phía trước, ẩn hiện trong màn sương. Phía trên có ba chữ to cứng cao hữu lực, Quỷ Môn Quan, lúc này Tiểu Hắc cũng đứng dậy ngẩng đầu nhìn. Xem ra đây chính là khảo nghiệm thứ nhất. Tiểu Hắc không có tâm tư quan sát tình huống này kia, sắc mặt trầm thấp trực tiếp bước nhanh về phía Quỷ Môn Quan. Hắn không muốn trì hoãn một chút thời gian nào, chỉ muốn nhanh chóng vượt qua các khảo nghiệm sau đó trở lại phàm nhân giới. Cho dù không biết có thể vượt qua hay không, lúc mọi người còn đang quan sát tình huống nhìn thấy Tiểu Hắc đột nhiên hành động đều có chút kinh ngạc. Cứ như vậy đi qua, đây là gấp gáp chịu chết sao? Quỷ môn quan chính là một trong những vật tiêu chí của Cửu U Minh phủ, bước vào quỷ môn quan từ nay về sau không còn liên quan đến dương gian nữa, những lời này cũng đủ để chứng minh mức độ nguy hiểm của nó, không sao cả, đi thì đi, vừa vặn để cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc tình huống thế nào, coi như phát huy tác dụng. Nam tử kia nhìn thấy cảnh này, muốn đi về phía tiểu Hắc, nhưng vừa mới tiến lên một bước lại thu chân vuốt cầm qua sát. Hắn muốn xem tiểu hắc rốt cuộc có bản lĩnh gì, mà có thể để hai vị trưởng lão cao tầng cửu U Minh Phủ tự mình hộ tống đến đây. Có lẽ những người khác không nhìn thấy nhưng nam tử lại tận mắt nhìn thấy. Nói loại người này không có thiên phú đặc thù, hắn không tin. Về phần phía sau có thế lực gì, từ khi nào mà cửu U Minh Phủ cần nhìn thế lực phía sau đối phương, ánh mắt người tham gia đều tập trung vào tiểu hắc chỉ thấy tiểu hắc căn bản không có chút do bước thẳng vào quỷ môn quan khi vừa bước vào tiểu hắc lập tức phát hiện điểm không thích hợp chỉ thấy dưới chân của hắn có thêm một tầng băng dày bao bọc đông cứng tầng băng này còn đang nhanh chóng lan khắp toàn thân tiểu hắc nhíu mày muốn nhấc chân tránh thoát nhưng lại không cách nào nhúc nhích chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất bất luận dùng lực thế nào cũng không nhúc nhích rất nhanh băng dày đã bao trùm toàn bộ thân thể tiểu hắc chung quanh tràn ngập hàng khí Tiểu Hắc hóa thành một băng điêu, mọi người nhìn thấy một màn như vậy, biểu tình đều ngưng trọng. Tự hồ có chút quỷ dị mà tiểu Hắc bị vây trong lớp băng cũng bắt đầu cảm thấy ngưng trọng, trận khảo nghiệm này không phải tùy tiện gấp rút là có thể thông qua, không cẩn thận sẽ mất mạng, sau khi bị băng dày bao trùm, huyết mạch toàn thân tiểu Hắc như bị đóng băng theo. Đáng sợ hơn nữa là từng luồng hàng khí tràn vào thân thể, đang muốn cướp đoạt thần hồn của hắn, muốn kéo thần hồn của hắn kéo ra khỏi thân thể, khảo hạch người thừa kế cửu U Minh Phủ Phạm Nhân Giới không chỉ giới hạn nhân tuyển từ Phạm Nhân Giới. Ví dụ như người có quyền lực cao nhất trong cửu U Minh Phủ hiện nay không phải là người của Phạm Nhân Giới. Nơi này ngoại trừ Tiểu Hắc, những người còn lại đều đến từ các giới khác nhau. Thần hồn tách rời, thần hồn bị tách ra khỏi thân thể đối với Tiểu Hắc mà nói là chuyện trí mạng. Dù sao thần hồn của Tiểu Hắc vốn chưa hoàn chỉnh. Huống hồ, cường độ thần hồn vốn không phải thế mạnh của thể tu một khi thần hồn bị tách ra khỏi thân thể, như vậy thần hồn không hoàn chỉnh của hắn sụp tan rã, biểu tình của tiểu hắc trở nên ngưng trọng hẳn. Tuy rằng cảm thấy thông qua khảo hạch hay không thông qua chẳng sao cả, nhưng một khi chết trong khảo hạch, sẽ chẳng thể giúp gì cho sư huynh sư tỷ nữa. Nghĩ tới đây, tiểu hắc muốn khống chế thần hồn của mình đối kháng với âm hàng khí. Thần hồn hóa thành bóng người hướng tới hàng khí, muốn đánh tan hết. Nhưng nắm tay đánh ra lại xuyên thấu hàng khí không cách nào chạm vào cũng không cách nào chống lại sự ảnh hưởng của hàng khi lên thần hồn của mình. Phương pháp này không hiệu quả. Sắc mặt tiểu hắc càng ngưng trọng hơn. Dựa theo tốc độ này, sau thời gian khoảng một nén nhang, thần hồn của hắn sẽ hoàn toàn tách khỏi thân thể. Nếu không cách nào ngăn cản âm hàng khí xâm nhập thì chỉ vậy chỉ có thể phá nát lớp băng đang bao trùm thân thể, nhanh chóng vượt qua quỷ môn quan này. Nếu thân thể đã bị đóng băng, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng dần dần đông kết vậy thì chỉ có thể bài trừ hàng băng từ trong ra ngoài nghĩ là làm huyết mạch chi lực đột nhiên bộc phát chính người bên ngoài nhìn thấy tiểu hắc bất động một lúc lâu đều lắc đầu thẩm kiệt cười nhạo một tiếng khinh thường nói xem ra ngay cả pháo hôi cũng không làm xong chẳng thử được gì cả kha đại lai buông tay nói là do chúng ta yêu cầu quá cao dù sao thiên phú cũng chỉ có vậy kết quả hiện tại rất bình thường làm tông chiếu, cũng chính là nam tử bắt chuyện với tiểu hắc trước đó thì nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự là mình nhìn lầm, bỗng nhiên tất cả mọi người đều ngập miệng, nhíu mày nhìn về phía tiểu hắc. Chỉ thấy từng luồng huyết khí từ trong lớp băng bao trùm tiểu hắc vọt ra. Huyết mạch chi lực này, dường như có gì đó không đơn giản. Sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng. Cũng không phải bản thân huyết mạch có đẳng cấp quá cao, nếu như xét chỉnh thể thì huyết mạch chi lực này không chênh lệch nhiều so với huyết mạch của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là nhân vật yêu nghiệt ở các giới, nếu không cũng sẽ không được cửu U Minh phủ chọn chúng. Cấp độ của huyết mạch không có chênh lệch quá lớn nhưng sâu trong huyết mạch có một cổ lực lượng thần bí khiến cho bọn họ bất tri bất giác hoảng hốt. Cổ lực lượng đó như bao hàm hết thảy đại đạo, chỉ lóe lên rồi biến mất. Giống như ảo giác vậy. Lớp băng bắt đầu buông lỏng, tiếng Trăng rắc, vang lên, từng vết nứt sinh ra. Khi một vết nứt sinh ra thì có một luồng huyết khí bá đạo phun trào. Dọc theo vết nứt này, nó bắt đầu lan ra xung quanh. Lớp băng bao phủ cơ thể tiểu hắc bắt đầu run rẩy. Không lâu sau hoàn toàn vỡ vụn, tiểu hắc thoát khốn, sắc mặt lạnh lùng, khí huyết cuốn quanh thân thể, ánh mắt tràn đầy sự bệ nghệ, hắn từng bước từng bước tiến về phía bên kia quỷ môn quan. Mỗi một bước đều có hàng khí cuốn quanh, băng lại bao trùm từ bàn chân. Chỉ là huyết khí bộc phát cuồn cuộn nên bước tiếp theo băng sẽ bị phá vỡ, căn bản không cách nào đóng băng tiểu hắc lần nữa, tuy rằng tốc độ chậm chạp nhưng sau nửa nén hương đã hoàn toàn thông qua quỷ môn quan. Tiểu hắc nhìn trái nhìn phải, phát hiện sau quỷ môn quan cũng không có cảnh sắc khác, hẳn là phải đợi người khác hoàn thành khảo nghiệm mới có tiến vào vòng tiếp theo. Vì thế hắn liền khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ thời gian khôi phục. Người phía sau thấy thế cũng bắt đầu tiến vào quỷ môn quang đầu tiên chính là đàm tông chiếu trước ánh mắt ngưng trọng của mọi người đàm tông chiếu đi vào quỷ môn quan tựa như tản bộ trong vắng căn bản không bị hàng khí ảnh hưởng quanh thân có ánh sáng trắng ngăn cách hàng khí khỏi hắn không bao lâu cũng thông quan gây sau đó đàm tông chiếu cũng không để ý tới người khác mà nhanh chóng tiến tới bên cạnh tiểu hắc cười nói xem ra huyết mạch của ngươi không tầm thường tiểu hắc không mở mắt không để ý tới đàm tông chiếu đàm tông chiếu không cảm thấy ngoài ý muốn khi ngang cười nói trong ngươi có vẻ rất sốt ruột Muốn nhanh chóng thông qua khảo hạch sao, bất quá ta khuyên ngươi không nên quá mức nóng vội, cửa thứ nhất này dễ dàng, nhưng càng về sau độ khó sẽ càng tăng. Lúc này, Tiểu Hắc mở mắt, nhướng mày nhìn Đàm Tông Chiếu, Đàm Tông Chiếu đang nở nụ cười tự đắc như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngươi biết cái gì? Đàm Tông Chiếu cười cười nói, ngươi muốn biết? Tiểu Hắc thản nhiên nói, ngươi cần cái gì? Không có gì cho không cả, tất cả đều là trao đổi lợi ích huống hồ đây còn là lần đầu hai người gặp mặt. Nghe vậy, đàm tông chiếu cười nói, ta cần ngươi nói cho ta biết ngươi đến từ giới nào, tiểu hắc sửng sốt, lập tức nói, phàm nhân giới. Phàm nhân giới, nghe tiểu hắc trả lời, đàm tông chiếu sửng sốt. Theo ta được biết hiện tại phàm nhân giới đã truyền thừa đoạn tuyệt, thực lực sớm không bằng lúc trước, xếp chót trong lục giới rồi. Làm sao có thể xuất hiện người có huyết mạch như ngươi đây, tiểu hắc không trả lời. Vấn đề này liên quan đến sư tôn. Đàm Tông chiếu thấy thế cũng không truy vấn mà nói thẳng, khảo hạch người thừa kế Cửu U Minh phủ có năm cửa, cửa thứ hai và cửa thứ ba là Hoàng Tuyền Lộ và Vong Xuyên Hà, về phần cụ thể thế nào tới sẽ biết. Nếu như ngươi có thể thông qua hai cửa này, vậy cần chú ý cửa thứ tư và thứ năm. Cửa thứ tư chính là hỗn chiến, nói cách khác ngươi cần trực diện chiến đấu với những người đó, hiện tại cảnh giới của mỗi người ở đây đều cao hơn ngươi nhiều. Cửa thứ năm là hai người trong hỗn chiến tiến hành đơn đấu, quyết ra người cuối cùng. Tiểu Hắc khẽ nhíu mày, cho nên, những thông tin này đối với Tiểu Hắc mà nói cũng không có tác dụng gì. Đàm Tông Chiếu nghe vậy cười cười, chỉ vào chính mình nói ý của ta là lúc hỗn chiến, ta đề nghị ngươi tìm một người đồng minh, giống như ta. Tiểu Hắc hỏi, vì sao ta phải tin tưởng ngươi, Đàm Tông Chiếu truyền âm nói, bởi vì ta thấy ngươi do hai vị trưởng lão cửu U Minh Phủ Đích Thân đưa tới. Tiểu Hắc sửng sốt, lập tức gật đầu nói, "Thành giao." Lúc trước không có lợi ích dây dưa, cho nên Tiểu Hắc không vô duyên vô cớ tin tưởng. Hiện giờ nghe Đàm Tông Chiếu nói ra nguyên nhân nhìn trúng Tiểu Hắc là vì nghĩ rằng hắn có sâu xa với Cửu U Minh phủ. Tiểu Hắc không biết rõ nhưng để nhanh chóng thông qua khảo nghiệm, hắn không ngại lợi dụng điểm này. Đối với người ở đây mà nói, độ khó khi xông Quỷ môn quan cũng không phải quá lớn. Dù sao đều là nhân vật thiên kiêu đến từ các giới. Thiên phú và thực lực sẽ không kém. Đợi đến khi tất cả mọi người thông qua quỷ môn quan, âm thanh ban đầu lại vang lên. Cửa thứ hai, hoàng tuyền lộ. Vừa dứt lời, sương trắng phía trước bắt đầu tản ra hai bên, trước mắt mọi người có một con đường mờ mịt, không nhìn thấy điểm cuối. Hai bên con đường bị sương trắng bao phủ, từng trận âm phong thoang thoảng, cực kỳ tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn lồng yếu ớt lay động, cũng là ánh sáng duy nhất trên con đường u ám này. Đàm Tông Chiếu đề nghị, hay là xem tình huống trước, Tiểu Hắc nhìn qua, thấy không ai có ý định nhúc nhích liền trực tiếp bước tới. Đàm Tông Chiếu bất đắc dĩ lắc đầu đuổi theo. Trong đó có hai người biết Đàm Tông Chiếu, hỏi, Đàm Tông Chiếu, ngươi biết hắn ta, Đàm Tông Chiếu cười đáp lại, trước không biết, bây giờ biết rồi. Dù sao ngươi cũng là thiên chi kiêu tử của hỗn linh học viện, có phải hơi hạ thấp thân phận rồi hay không, Đàm Tông Chiếu dừng lại, quay đầu mỉm cười hiếp mắt nhìn người này, Gần từng chữ, đàm mổ qua lại với ai cũng không liên quan gì tới thẩm kiệt ngươi đi, ngươi, sắc mặt thẩm kiệt trở nên khó coi. Người bên cạnh cười, vỗ vỗ bả vai thẩm kiệt, nói, được rồi được rồi, nếu hắn muốn đi cứ để cho hắn đi, dù sao người tổn thất không phải là chúng ta. Đàm tông chiếu cũng không nói gì nữa, bước nhanh đuổi theo tiểu hắc. Cả hai cùng bước trên con đường tối tăm. Chỉ trong phút chốc liền nghe được chung quanh có tiếng quỷ hồn rít gào từng luồng sóng âm xông vào trong tai đây cũng không phải là công kích sóng âm đơn giản khoảnh khắc tiếng quỷ hồn tru tréo xông vào trong tai có vô số mảnh vỡ cảnh tượng xuất hiện những mảnh vỡ này hóa tràn cảnh mà các quỷ hồn đã trải qua ký ức khi bọn hắn còn sống điều khắc sâu nhất vậy điều sâu sắc nhất thường là gì thường chính là sự đau khổ nếu chỉ một hai cảnh tượng thì không sao nhưng mà hàng ngàn hàng vạn cảnh tượng nhau nhau ồ tới cho dù là tiểu hắc cũng không khỏi nhíu mày, cảm thấy hoảng hốt. Phản phất như hắn tự mình trải qua những chuyện đau khổ này. Càng tiến về phía trước, số lượng quỷ hồn càng nhiều, mảnh vỡ ký ức xông vào trong đầu tiểu hắc cũng tăng gấp bội, dần dần bước chân chậm lại. Đàm tông chiếu ở bên lại không bị ảnh hưởng, bạch quan bao bọc quanh thân ngăn cản hết thảy. Thấy tiểu hắc đứng lại, đàm tông chiếu cũng dừng bên cạnh, nhíu mày nhìn. Bên ngoài hoàng tuyền lộ, tám người còn lại thấy cảnh này cũng cười lạnh một tiếng. Xem ra cửa ải này chủ công thần hồn, huyết thống và thân thể không có tác dụng. Xem ra tên kia đã đến cực hạn rồi. Thẩm Kiệt cũng khinh thường liếc tiểu hắc một cái, sau đó nhìn về phía đàm tông chiếu. Chủ động đến gần một kẻ thế này, đàm tông chiếu à đàm tông chiếu, ánh mắt của ngươi tệ vậy sao, ở trong thức hải của tiểu hắc có vô số mảnh ký ức đang cắt xé thần hồn nhưng khi những mảnh ký ức muốn xâm lấn tới chỗ sâu nhất trong thần hồn, bỗng có từng luồng hắc khí tràn ra ngưng tụ thành một bóng người áo đen trong thức hải. Bóng người rất giống tiểu hắc, khuôn mặt lạnh băng. Bọn đạo chích phương nào dám ăn mòn thần hồn của bổn tọa, một tiếng quát từ trong miệng bóng đen tuôn ra. Từng luồng hắc khí mang theo ma ý ngập trời hóa thành một thanh ma kích đâm xuyên hết thảy mảnh ký ức, người bên ngoài cũng sửng sốt. Một cổ ma uy khổng lồ từ trên thân tiểu hắc bộc phát ra trong con ngươi thất thần xuất hiện luồng hắc khí xua tan tất cả. Quỷ hồn phiêu đẳng trên hoàng tuyền lộ bị ma uy chấn tan. Đàm tông chiếu ở gần tiểu hắc nên cảm nhận được cổ ma uy này đầu tiên. Khoảnh khắc cảm nhận được cổ ma uy này, đàm tông chiếu sửng sốt, điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là có thể tiểu hắc lừa hắn. Sao người phàm nhân giới lại có ma uy, cho dù thiên kiêu hàng đầu ở ma giới cũng không có ma uy cường đại đến mức này, đám người thẩm kiệt phía sau cũng thu hồi ánh mắt kinh thị, khó tin nhìn chằm chằm. Cổ ma uy này để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, người như vậy, thiên phú sẽ kém sao, lúc này, đôi mắt tiểu hắc cũng khôi phục thanh minh. Ma khí ngập trời cũng không thu liễm mà bay về phía trước. Tiểu hắc lẩm bẩm, vì sao mảnh vỡ linh hồn cuối cùng lại ở chỗ này, đàm tông chiếu nghe vậy sửng sốt. Cái gì, tiểu hắc không có trả lời mà nhanh chóng đi về phía ma khí phiêu đảng. Hoàng tuyền lộ như không có điểm cuối này đi suốt thời gian một ngày coi như đã tới điểm cuối nhưng ma khí vẫn phiêu đảng về phía trước. Thấy tiểu hắc muốn tiếp tục đi về phía trước, đàm tông chiếu vội vàng giữ chặt, nói phía trước hẳn là cửa khảo nghiệm thứ ba, hiện tại ngươi tiến về phía trước cũng vô dụng, phải chờ những người còn lại thông qua cửa thứ hai. Tiểu hắc nghe xong cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ. Đến cửa thứ hai này đã có người bị đào thải, nếu như không tu luyện thần hồn hoặc công pháp đặc thù phòng ngự thần hồn, e là khó có thể đi hết hoàng tuyền lộ. Kết thúc cửa này còn lại 9 người. Âm thanh tràn ngập tự khí kia lại vang lên. Cửa thứ ba, Vong Xuyên Hà. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của mọi người bao gồm cả Tiểu Hắc đều biến đổi. Muốn ngự không mà đi nhưng nơi này đã trải rộng trận pháp cấm không, căn bản không thể phi hành. Có một người nháy mắt chìm xuống, bởi vì chẳng biết từ lúc nào dưới chân họ đã biến thành một mặt sông, sau khi người kia chìm xuống, mọi người cúi đầu nhìn chỉ thấy có vô số quỷ hồn giống như thực chất bắt đầu cuốn lấy thân thể và thần hồn của người kia xem ra không thể cứu rồi mọi người rót linh khí rót vào lòng bàn chân để mình không chìm vào vong xuyên hà mới tránh thoát một kiếp này chỉ là trên mặt sông vẫn có vô số quỷ hồn thỉnh thoảng chìa tay lên lôi kéo sắc mặt mọi người ngưng trọng không thôi nếu không cẩn thận bị kéo vào trong sông e là kết cục cũng sẽ giống như người vừa rồi đàm tông ở bên cạnh tiểu hát nghiêm túc nói cửa ải này đối với ta mà nói cũng có tính nguy hiểm cực lớn, nhất định phải cẩn thận, phòng ngừa bị kéo xuống sông. Một khi bị kéo xuống sông, khó mà thoát được, tiểu hắc không trả lời, cũng không biết có nghe thấy hay không. Hắn chỉ cúi đầu nhìn chầm chầm nước sông vong xuyên màu đỏ vàng dưới chân. Ma mà khí màu đen chui xuống đáy sông dân gian tương truyền, nước vong xuyên hà có màu đỏ vàng, bên trong toàn cô hồn giả quỷ không được đầu thai, trùng xà trải rộng, gió tanh nồng đậm đây cũng là ranh giới giữa dương giới và âm giới. Ở giữa vong xuyên hà có vô số cô hồn cường giả không thể đầu thai, chỉ có thể du đảng mãi mãi. Bọn họ nằm mơ cũng muốn xâm chiếm một bộ thân thể, cắn nuốt thần hồn sau đó đoạt xá, đây mới là cơ hội duy nhất để bọn họ thoát khỏi vong xuyên hà và chuyển thế sống lại. Đàm Tông Chiếu nhìn thấy Tiểu Hắc vẫn nhìn chằm chằm mặt sông, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, vội vàng nói, ngươi tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện tiến vào đáy sông, Vong xuyên hà không chỉ có vô số cô hồn giả quỷ chờ thôn phệ thần hồn đoạt xá, trùng xà độc khí sẽ ăn mòn thân thể mọi khắc. Cho dù là cường giả thần đế cảnh cũng không thể chịu nổi sự ăn mòn, cả cường giả thần đế cảnh đều không thể chịu nổi. Có thể thấy được mức độ nguy hiểm của vong xuyên hà. Tiểu Hắc nhìn thoáng qua Đàm Tông Chiếu, nói: nhất định phải tiến vào. Đàm Tông Chiếu nghe xong sửng sốt, nhưng còn chưa kịp khuyên can thêm thì đã thấy hai chân Tiểu Hắc buông lỏng ma khí quấn quanh hai chân để dẫm lên mặt sông bất chợt tiêu tán, ầm, trong nháy mắt tiểu hắc đã biến mất tại chỗ, trực tiếp rơi vào trong nước vong xuyên hà, thấy một màn như vậy, mọi người cũng sửng sốt. Hiện tại ý nghĩ xuất hiện trong đầu của bọn họ chính là, người này điên rồi sao, muốn tự sát sao, hay là cảm thấy mình không thể vượt qua vong xuyên hà nên trực tiếp buông tha, sắc mặt đàm tông chiếu cũng có chút ngưng trọng. Lúc này thẩm kiệt tới gần, miễn cười vỗ vỗ bả vai đàm tông chiếu nói, đáng tiếc nha, người ngươi nhìn trúng hình như là một kẻ điên, xem ra tất cả những chuyện trước đó đều trôi theo dòng nước rồi. Đàm tông chiếu khẽ nhún vai, hất tay thẩm kiệt ra. Hắn lập tức xoay người đi hướng về bờ bên kia của vong xuyên hà, không quay đầu lại mà nói, thay vì để ý chuyện của người khác như vậy, không bằng quan tâm chính mình, với tính cách thế này, khó trách không cách nào tranh qua thẩm thánh, đoạt được vị trí thánh tử của thất bảo thánh tông, nghe được lời này thẩm kiệt nghiến răng nghiến lợi sắc mặt cực kỳ khó coi đây chính là nghịch lân của hắn chúng ta đã lâu không luận bàn tới cửa thứ tư hỗn chiến ta muốn xem ngươi tu luyện bách thánh tử đồng tu luyện tới cấp độ nào đàm tông chiếu khoác tay nói ngươi sẽ được thấy thấy đàm tông chiếu dẫn đầu tiến sang bờ bên kia đám người thẩm kiệt cũng cẩn thận đuổi theo bên kia phía trên vong xuyên hà đang có ba người lơ lửng trong hư không nhìn cảnh tượng trước mắt Hai người trong đó chính là hai vị trưởng lão Minh Phủ mang theo Tiểu Hắc tới đây. Khi nhìn thấy Tiểu Hắc chủ động chìm xuống vong xuyên hà. Hai tên trưởng lão Minh Phủ đều sửng sốt. Hắn muốn làm cái gì, tự tìm đường chết sao, hơn nữa không phải không chống đỡ nổi mà là chủ động chìm xuống đáy vong xuyên hà, nam tử trong trẻ tuổi đứng ở chính giữa lại có chút hứng thú mỉm cười. Người này chính là người mà ngươi khâm điểm, còn chưa tới hai cửa cuối cùng đã làm ra hành vi tự sát, chẳng lẽ ngươi không lo lắng, nếu không lão phu cứu hắn lên. Không cần. Chỉ thấy nam tử khoát tay, cười nói, hắn là đệ tử của người kia, làm như vậy tự nhiên có ý nghĩ của chính hắn. Huống hồ, từ hai cửa trước liền có thể nhìn ra huyết mạch và thần hồn của hắn đều không tầm thường, hai vị trưởng lão nghe vậy nhìn nhau, cũng không biết đại nhân đang suy nghĩ gì. Nhưng nếu đã nói như vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Dưới đáy vong xuyên hà là một mảnh màu đỏ vàng, có vô số kịch độc xà trùng du đảng, vô số quỷ hồn vặn vẹo tru tréo. Khoảnh khắc tiểu hắc chìm xuống đáy sông, hắn có thể cảm giác được một cổ khí tức tanh tưởi kinh khủng xông vào trong mũi, tiến vào ngũ tạng lục phủ và kinh mạch. Cổ khí tức này không chỉ khó ngửi, nguy hiểm hơn chính là độc tố tích lũy trường kỳ ở đáy sông, vô luận là xà trùng có kịch độc nhằm vào thân thể hay oán độc do vô số quỷ hồn tích lũy. Đối với thân thể và thần hồn đều là đã kích trí mạng, chỉ là khoảnh khắc hít vào, tiểu Hắc liền có thể cảm giác nơi chất độc thẩm thấu bắt đầu héo rũ, cũng khó trách Đàm Tông Chiếu nói cường giả thần đế cảnh đều khó có thể thừa nhận kịch độc trong sông. Nhưng khoảnh khắc chất độc thẩm thấu vào trong kinh mạch thì có một đạo kim quang từ trong cơ thể tiểu Hắc bộc phát, nơi kim quang đi qua, kịch độc nhanh chóng tan rã, đây cũng là nguyên nhân tiểu Hắc dám trực tiếp chìm xuống. Hắn có tinh huyết của sư tôn Đến cấp bậc như sư tôn thì tinh huyết đã vạn độc bất xâm. Độc tố nơi đây hoàn toàn không thể chống đỡ lực lượng từ tinh huyết. Đương nhiên chuyện này cũng là tiểu hắc đánh cược thôi. Hắn không có cách nào khác, một trong ba hồn ở nơi đây, chỉ cần tìm được hồn cuối cùng này thì thần hồn của hắn sẽ đầy đủ hơn, thực lực tăng vọt và quan trọng là hắn có thể có biết thêm nhiều tin tức. Rốt cuộc trong hộp đen kia có gì? không biết mảnh vỡ linh hồn này có thể đưa ra đáp án hay không, ma mà khí màu đen một mực kéo dài, tiểu hắc cũng khống chế thân thể của mình không ngừng hạ xuống. Ngay lúc này có vô số tiếng tru tréo từ bốn phương tám hướng ập tới, tiểu hắc nhìn quanh, có vô số bàn tay quỷ hồn đang thò ra bắt lấy hai tay hai chân của hắn, thậm chí quấn tới cổ. Làm cho hắn nhất thời không thể nhúc nhích, mỗi một quỷ hồn ở nơi đây đều có thực lực ít nhất là thần hoàng cảnh, thậm chí thần chủ cảnh sắc mặt tiểu hắc hơi ngưng trọng hắn khẽ quát một tiếng ma thần giáp bao trùm toàn thân bảy loại hoa văn lập tức xuất hiện trên bề mặt thân thể khí tức huyết mạch bộc phát đối mặt với tình huống này tiểu hắc không dám chậm trễ chút nào cửu thiên ma kích xuất hiện trong tay không ngừng vung vẩy đánh tan tất cả những quỷ hồn đang tới gần đồng thời cơ thể cũng di chuyển xuống phía dưới nhưng càng đi xuống quỷ hồn lại càng nhiều thậm chí thực lực cũng càng mạnh vẻn vẹn chỉ trong thời gian một nén nhang mà trên thân thể tiểu hắc đã có vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương, dù sao cũng là quỷ hồn, công kích của quỷ hồn có thể xuyên qua áo giáp, trực tiếp tác động vào thân thể tiểu hắc. Nếu như không phải có năng lực khôi phục của huyết mạch, đổi lại người khác, chỉ sợ đã sớm bị quỷ hồn xà trùng quấn quanh thôn phệ lại một nén nhang trôi qua, tiểu hắc đã tới tận đáy vong xuyên hà. Nhưng thời điểm hắn tới nơi này lại phát hiện ma khí dẫn đường thế mà tản ra, nó lan khắp mọi hướng giống như bốn phái đều có mảnh vỡ linh hồn. Nhìn thấy cảnh này, tiểu hắc vừa chống đỡ công kích của quỷ hồn vừa suy nghĩ. Chẳng lẽ bởi vì mảnh vỡ linh hồn ở nơi đây quá lâu dẫn đến những quỷ hồn khác đều lây nhiễm khí tức, nếu như vậy, cần phải tìm quỷ hồn có khí tức mãnh liệt nhất. Chỉ là, với tình huống hiện tại sao có thể bình tĩnh cảm nhận chứ, xem ra, chỉ có thể cởi bỏ phong ấn huyết mạch. Lúc trước khi lục trường sinh biết được huyết mạch của tiểu hắc có lai lịch không tầm thường, có thể sẽ có liên quan đến tà ma vực. Nên lúc lục trường sinh tăng cường huyết mạch cho tiểu hắc cũng bày ra một đạo phong ấn, để cho lúc bình thường tiểu hắc sử dụng huyết mạch chi lực không hoàn toàn một phát. Nói như vậy, trừ phi đối phương tự mình giao thủ và cảm nhận huyết mạch chi lực của tiểu hắc, nếu không thì không cách nào từ xa cảm ứng được. Ví dụ như lúc Tân Hồng Y vây công tiểu hắc ở mang hoang giới vực, do giao thủ ở cự ly gần nên Tân Hồng Y mới xác định huyết mạch chi lực của tiểu hắc tương tự như trong lời ma thần nói bất quá bây giờ ở cửu U Minh Phủ, hẳn là không cần để ý những chuyện này. Huống hồ tà ma vực cũng đã phát hiện ra vấn đề huyết mạch của hắn, không cần ẩn giấu. Nghĩ tới đây, tiểu hắc nhắm hai mắt lại, ma khí đen nhánh bắt đầu chậm rãi tụ lại ở vị trí trí trái tim. Hắn tùy ý để quỷ hồn tru tréo, cào xé gặm nhấm thân thể. Giờ khắc này, ở trái tim tiểu hắc có một đạo kim quang yếu ớt bắt đầu lấp lóe một cổ khí tức huyền diệu chậm rãi truyền ra, chung quanh mùi tanh kịch độc, cùng với xà trùng ở dưới cổ khí tức này tất cả đều xua tan, bùng, bùng, đây là tiếng trái tim đập, giống như tiếng sấm từ trong cơ thể phát ra. Trên mặt tiểu hắc có tơ máu bò đầy, vết thương trên người do quỷ hồn gặm nhấm bắt đều xèo xèo, dùng một tốc độ cực kỳ nhanh khôi phục. Trong lúc bất chợt, tiểu hắc há miệng rống to, sóng âm và huyết khí kịch liệt sôi trào. Quỷ hồn chung quanh cũng chu lên, lập tức bị đánh bay. Tiểu Hắc cảm giác thân thể của mình tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận, hắn nhắm mắt lần nữa, huyết khí mãnh liệt xen lẫn ma khí màu đen nhanh chóng tìm kiếm mảnh vỡ linh hồn, từng luồng huyết khí xuyên qua các quỷ hồn có ma khí. Có quỷ hồn mang khí tức nhạt, có quỷ hồn mang khí tức nồng đậm hơn. Bất quá qua thời gian mấy hơi thở, Tiểu Hắc đột nhiên mở mắt nhìn về phía bên trái. Nơi đó có ma khí nồng đậm nhất. Nhận thấy được điểm này, Tiểu Hắc trực tiếp phóng nhanh, huyết khí bao quanh quanh Tiểu Hắc, trong huyết khí còn mang theo một luồng khí tức bao hàm tất cả quy tắc lực lượng trong thiên địa, một luồng lưu quang màu vàng ẩn ẩn hiện hiện, quỷ hồn chung quanh không dám tới gần, chỉ có thể phiêu đẳng bên ngoài khu vực khí huyết bao phủ nhìn chầm chằm Tiểu Hắc mà gào thét. Chỉ là trong tiếng gào thét tràn ngập sợ hãi. Tiểu Hắc nhanh chóng tiếp cận nơi ma khí nồng đậm nhất. Trước mắt hắn có một linh hồn màu đen phiêu đảng đang phóng thích ma khí, chung quanh linh hồn này không có quỷ hồn nào phiêu đảng, giống như bọn chúng không dám tới gần. Ngay cả kịch độc và khí tức tanh tưởi hay xà trùng gì đó cũng không bén mãn, khi nhìn thấy linh hồn này, thần hồn của tiểu hắc bắt đầu run rẩy kịch liệt, cảm giác liên kết chặt chẽ xuất hiện. Rõ ràng đây mảnh vỡ linh hồn cuối cùng trong ba hồn. Tiểu hắc hít sâu một hơi, mỗi một lần hấp thu một mảnh vỡ cực kỳ thống khổ, đồng thời cũng có sự tăng trưởng trên phương diện thực lực và thêm nhiều trí nhớ hắn chậm rãi tới gần, không chút do dư đưa tay chạm vào. Trong phút chốc, linh hồn này trực tiếp tiến vào trong thức hải của tiểu hắc, bắt đầu dung hợp với thần hồn. Bên dưới vong xuyên hà bắt đầu có tiếng gào thét như giả thú lan truyền, thời gian ba ngày trôi qua. Bên bờ vong xuyên hà, sáu người đàm tông chiếu, thẩm kiệt đang đứng chờ. Về phần hai người khác thì đã bị quỷ hồn kéo vào vong xuyên hà, thần hình câu diệt, đã lâu như vậy rồi, chỉ sợ hài cốt đều bị ăn mòn sạch, không còn một mảnh, đàm tông chiếu lạnh lùng liếc thẩm kiệt, nói, hiện tại ta đã biết vì sao ngươi không tranh qua thẩm thánh rồi. Thẩm kiệt giận dữ quát, có phải người muốn chiến liền không, bây giờ miễn đi. Đàm tông chiếu thản nhiên nói, thiên phú không đủ, ngay cả đầu óc cũng không tốt. Mỗi một cửa mở ra đều cần tất cả mọi người kết thúc khảo nghiệm mới mở cửa tiếp theo. Trừ phi người chưa thông qua chết trong khảo hạch, hiện tại cửa thứ tư còn chưa mở ra, chứng minh điều gì, câu trả lời rất rõ ràng. Tiểu Hắc vẫn chưa chết, bọn họ cũng biết nhưng cảm thấy khó có thể tin. Bất kỳ kẻ nào trong bọn họ, bao gồm cả đàm tông chiếu cũng không dám cam đoan có thể kiên trì một nén nhang bên dưới vong xuyên hà. Thế mà đã qua thời gian ba ngày, tiểu hắc còn chưa có tử vong, rốt cuộc làm như thế nào được, hắn muốn xuống dưới vong xuyên hà tràn ngập quỷ dị này để làm gì, mặc dù thẩm kiệt tức giận nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng đứng nhìn chầm chầm vong xuyên hà. Thời gian ba ngày trôi qua, cuối cùng tiểu hắc vẫn kiên trì vượt qua quá trình dung hợp linh hồn đầy đau đớn. Lần này thực lực của tiểu hắc tăng lên rất nhiều. Cảnh giới thân thể trực tiếp từ nửa bước thần đế cảnh đột phá công cùng xiên xích, đạt tới thần đế cảnh sơ kỳ, đồng thời huyết mạch cũng được tăng cường, mở ra một năng lực mới, là huyết mạch sôi trào, trong nháy mắt có thể ngưng tụ huyết mạch chi lực phát ra uy năng lớn nhất đương nhiên nếu như khống chế huyết mạch sôi trào cũng có thể biến kéo dài thời gian tăng cường thực lực giống như bây giờ là thần đế cảnh sơ kỳ sau khi sử dụng huyết mạch sôi trào có thể thi triển ra lực lượng của thần đế cảnh trung kỳ bất quá đây không phải điểm khiến cho tiểu hắc chú ý nhất trong đầu hắn có thêm một đoạn ký ức xem cảnh tượng trong ký ức tiểu hắc dần dần cảm thấy khiếp sợ một trong những cảnh tượng hắn nhìn thấy là bên trong một đại điện màu đen Ma hân hân hai tay nâng cái hộp màu đen kia, trước mặt nàng có hai bia mộ. Hai bia một thuộc về phụ mẫu của tiểu hắc. Chỉ nghe ma hân hân nhìn bia mộ nói, phụ thân mẫu thân, thời gian càng ngày càng tới gần, không biết còn có thể che giấu thân phận của ca ca bao lâu, các ngươi nói xem nếu như ca biết thân phận của mình có thể đứng về phía bọn họ hay không, sau đó nàng lại cười tự dễu, bất quá ta làm theo lời của các ngươi, chỉ cần huyết mạch của ca hoàn toàn thức tỉnh, Ta sẽ đưa vật bên trong Thánh Ba Ngưng Châu, tiếp đến là một mảnh ký ức khác. Trong đó có một nam tử và một nữ tử, hai người này chính là phụ mẫu của Tiểu Hắc. Hình như bọn họ đang lang bạc lúc hai người xông vào một bí cảnh thì bị người khác truy sát. Đột nhiên có một nam tử áo trắng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chém giết người truy sát. Sau đó đặt một đứa bé trước mặt hai người, nói: "Nếu muốn tạ ơn ơn cứu mạng của ta thì bồi dưỡng nó lớn lên đi." ngọc bội ngực biểu thị thân phận của nó. Chỉ là tiểu hắc cũng không cách nào thấy rõ gương mặt của nam tử áo trắng, rất nhiều đoạn ký ức ngắn tràn vào thức hải của tiểu hắc. Tiểu hắc cũng hoàn toàn nhớ tới từng chút từng chút mình đã trải qua ở ma vương vực. Chỉ là nam tử áo trắng kia đến tột cùng là ai, thân thế của hắn, căn cứ theo tình huống hiện tại lại có quan hệ mật thiết không thể tách rời với tà ma vực. Nhưng nếu hắn là người của tà ma vực, vì sao nam tử áo trắng phải đưa hắn tới phàm nhân giới, đưa vào trong tay dưỡng phụ dưỡng mẫu của hắn ở ma vương vực. Tất cả những điều này lại trở thành một bí ẩn khác. Trên cơ sở những bí ẩn này, tiểu hắc lại có chút nghi hoặc, vì sao một mảnh vỡ linh hồn lại xuất hiện ở cửu U Minh Phủ. Tuy rằng thời điểm sử dụng thiên ma giải thể thần hồn sẽ chia thành hai hồn sáu phách phân tán đến các nơi ở phàm nhân giới, một hồn một phách sẽ tiến hành chuyển thế sống lại, nhưng vì sao lại rơi xuống cửu U Minh Phủ, lúc ở Vân Mộng đầm lầy, tương liễu tiền bối đã từng nói hắn đang chờ đợi bọn họ cứu vớt hắn. Kết hợp điểm này, có phải mảnh vỡ linh hồn của hắn do người khác cố ý mang tới nơi đây hay không? Chẳng lẽ là nam tử áo trắng trong ký ức, hắc thủ phía sau trong miệng sư tôn chính là nam tử áo trắng kia sao? Dưới đáy vong xuyên hà, tiểu hắc dần dần mở mắt, trong mắt tràn ngập sự nghi hoặc, ngưng trọng. Bí ẩn thân thế của hắn, có lẽ không đơn giản như vậy, sau khi hỏi qua cao tầng của cửu U Minh Phủ hẳn là sẽ có một ít manh mối. Bất quá đã tới lúc nên ra ngoài. Tiểu Hắc ngẩng đầu phóng lên phía trên, nơi Tiểu Hắc đi qua, mùi tanh hay kịch độc đều bị xua tan, xà trùng với quỷ hồn đông nghiệp cũng nhao nhao né tránh. Giống như kinh sợ ma khí mà Tiểu Hắc phát ra hiện tại đã qua thời gian 4 ngày. Bên kia vong xuyên hà, ánh mắt đàm tông chiếu có chút kinh dị không ai có thể kiên trì thời gian 4 ngày dưới đáy vong xuyên hà. Thậm chí có người còn suy đoán. Chẳng lẽ tiểu hắc đã sớm tử vong, chỉ là bởi vì bị quỷ hồn bên dưới đoạt xá cho nên cao tầng cửu U Minh Phủ không có dò xét ra. Mới cho rằng tiểu hắc vẫn còn sống, nhưng suy đoán này bị đàm tông chiếu gạt bỏ, còn nghe hắn chửi một câu. Nguyên văn là, đầu óc của ngươi cũng giống như thẩm kiệt sao? Cao tầng cửu U Minh Phủ có thực lực thế nào? trấn áp biết bao cô hồn giả quỷ trong vong xuyên hà với thực lực của đối phương sao có thể không dò xét được nhưng đến ngày thứ tư cũng chính là hôm nay ngay cả trong lòng đàm tông chiếu cũng không tự giác suy đoán theo hướng này dù sao thời gian kéo dài hơi thái quá đúng lúc này sắc mặt đàm tông chiếu đột nhiên biến đổi đồng tử của hắn co rút lại nhìn chằm chằm vào trung tâm vong xuyên hà đám người thẩm kiệt cũng ma khí cùng với động tĩnh từ mặt sông truyền đến hấp dẫn ánh mắt bùng một bóng đen từ mặt sông nhảy lên. Ngay sau đó bóng dáng tiểu Hắc liền rơi xuống phía trước đám người Đàm Tông Chiếu. Mọi người nhìn về phía tiểu Hắc mà kinh ngạc không thôi. Không chỉ không có bất kỳ thương thế nào, ngược lại cường độ thân thể còn tăng cường. Hình như đã bước vào thần đế cảnh. Điều khiến cho người ta chú ý chính là ma khí quanh thân tiểu Hắc càng áp bách hơn trước, làm cho trong lòng bọn họ không khỏi sinh ý thần phục, Đàm Tông Chiếu vội vàng tiến tới hỏi, ngươi thế nào rồi? không thể không nói đàm tông chiếu rất thông minh cũng không có trực tiếp hỏi tiểu hắc ở phía dưới làm gì hay chiếm được truyền thừa bí bảo gì đó chuyện mẫn cảm này nếu đối phương muốn nói tự nhiên sẽ nói không cần hỏi nhiều nếu đàm tông chiếu hỏi cũng sẽ hạ thấp độ tín nhiệm của tiểu hắc đối với hắn tiểu hắc lắc đầu nói không có chuyện gì đàm tông chiếu khẽ gật đầu âm thầm thở vào nhẹ nhõm xem ra hắn cũng không có đánh cực sai tiểu hắc có tư cách để cho hắn chủ động kết giao giờ khắc này âm thanh kia lại vang lên cửa thứ tư hỗn chiến chỗ có thể chứng kiến đều là chỗ chiến đấu không có quy tắc đặc thù hai người có thể đứng vững tới cuối có thể tiến vào cửa cuối cùng vòng xuyên hà biến mất chung quanh hóa thành một khu vực đầy xương khô bia mộ xương khô đoạn kiếm trải rộng ở trên đất liếc mắt không nhìn đến phần cuối hỗn chiến đã bắt đầu Tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Người đứng ở chỗ này không có đến từ cùng một thế lực, có lẽ đã biết đôi chút về nhau nhưng cũng không có nghĩa là có thể tin tưởng đối phương. Đàm Tông Chiếu đứng cùng một chỗ với Tiểu Hắc, hiển nhiên muốn kết minh. Chỉ là, liên minh đầu tiên thường sẽ bị người khác nhầm vào. Thẩm Kiệt nhìn về phía Đàm Tông Chiếu, cười lạnh nói, xem ra ngươi quyết tâm cùng hắn nghênh chiến, Đàm Tông cười nói, không phải ngươi muốn luận bàn với ta sao? Bây giờ là cơ hội tốt. Muốn một đấu một, Thẩm Kiệt cười to. Đây là hỗn chiến, các ngươi đã dẫn đầu kết minh vậy tự nhiên phải đá các ngươi ra ngoài. Năm người còn lại cũng tiến tới gần Thẩm Kiệt. Kha Đại Lai đứng bên cạnh Thẩm Kiệt lấy ra một thanh đại đao khiên gác trên vai, cười to nói, các ngươi kết minh vừa đúng hai người, chẳng lẽ muốn cùng tham gia cửa kế tiếp? Đàm Tông chiếu gật đầu nói, xem ra ngươi cũng không quá ngốc đang lúc Thẩm Kiệt muốn gầm lên thì Tiểu Hắc khẽ nhíu mày. Rốt cuộc có đánh hay không? Ta đang vội. Tiểu Hắc muốn nhanh chóng hoàn thành tất cả khảo hạch, sau đó nhìn thấy người nắm quyền cửu u minh phủ bây giờ, hỏi thăm tin tức về mảnh vỡ linh hồn của mình. Nghe Tiểu Hắc nói, Thẩm Kiệt giận quá hóa cười. A, à, cho dù cảnh giới thân thể của ngươi đột phá tới thần đế cảnh cũng không phải đối thủ của chúng ta nếu là phàm nhân giới mấy chục vạn năm trước có lẽ còn có thể làm cho người ta kiên kỵ nhưng bây giờ có thể xuất hiện một người như ngươi xem như đã không tệ rồi đàm tông nhìn hướng tiểu hắc nói đừng bị kích tướng nếu là hỗn chiến nhất định phải nhưng hắn còn chưa nói xong đã thấy tiểu hắc đã hóa thành một bóng đen lướt ra ngoài đàm tông vỗ tráng một cái liên minh chiến đấu gì nữa còn không phải mỗi người đánh một tên sao như thế nào thể tu phàm nhân giới đều hành sự lỗ mãn sao nhìn thấy tiểu hắc vọt về phía mình Thẩm Kiệt cười lạnh một tiếng, hai tay có kim quang lưu chuyển, nói: Giao hắn cho ta, các ngươi liên thủ giải quyết Đàm Tông Chiếu trước. Đám người Kha Đại Lai nghe vậy đều gật đầu. Đây cũng là suy nghĩ của bọn họ. Trong số những người ở đây, thực lực của Đàm Tông Chiếu đệ nhất. Nếu như không liên thủ giải quyết thì đơn đấu không ai chiến thắng được Đàm Tông Chiếu. Thẩm Kiệt phóng về phía Tiểu Hắc, ép ngồi đáy giếng, chỉ ghé vào bên giếng nhìn thoáng qua thế giới bên ngoài liền cuồng vọng như thế, để cho ta tới nói cho ngươi biết thế giới bên ngoài này lớn thế nào, Thất Bảo Thánh Tông là một trong những thế lực siêu nhất lưu ở hỗn độn giới. Tuy rằng Thẩm Kiệt không phải thánh tử, đầu óc không tốt lắm. Nhưng xét phương diện thiên phú hay cảnh giới đều có thể xếp nhất đẳng, đã từng dùng tu vi thần đế cảnh trung kỳ mạnh mẽ đánh với hai tên cường giả thần đế cảnh hậu kỳ ba ngày ba đêm. Tuy rằng cuối cùng vẫn thất bại nhưng điều này khiến cả hỗn độn giới chấn động, đương nhiên đây là tin tức mà Đàm Tông chiếu truyền âm cho Tiểu Hắc cũng không biết tiểu hắc có nghe hay không dù sao tiểu hắc chỉ một mạch vọt về phía thẩm kiệt nhìn thấy tiểu hắc tung một quyền thẩm kiệt cười lạnh một tiếng thò tay phải trong lòng bàn tay của hắn có một phù ấn huyền diệu bay ra thất bảo thánh công luyện hư ấn thất bảo thánh công trong miêu tả của đàm tông chiếu là công pháp trấn tông của thất bảo thánh tông có thất bảo ấn đệ nhất ấn chính là luyện hư ấn đạo công pháp này muốn tu luyện thành công cực kỳ khó khăn đương nhiên uy năng cũng vô cùng khủng bố mỗi một ấn, đều đại biểu cho một loại đạo tắc chi lực, nói cách khác mỗi lần tu luyện ra một tầng bảo ấn liền có thể thi triển ra một loại đạo tắc. Đương nhiên đây chỉ là dùng công pháp cánh vác đạo tắc chi lực, bản thân người tu luyện cũng không thể sử dụng đạo tắc chi lực đó khi không thi triển thánh công. Bất quá như vậy cũng đã cực kỳ biến thái khi phù ấn huyền diệu xuất hiện, tiểu hắc có thể cảm giác được một lò lửa như muốn luyện hóa hết thể xuất hiện trước mặt mình. Có vô tận chi hỏa cuộn trào, không gian xung quanh đều vặn vẹo kịch liệt thấy thế sắc mặt tiểu hắc hơi ngưng tụ nhưng cũng không có chậm lại ma thần giáp bao trùm thân thể vạn cổ ma thể toàn diện bộc phát ra thân thể xuyên qua biển lửa nắm tay nện thật mạnh vào lò lửa bùng tiếng vang lớn hấp dẫn ánh mắt của mọi người lò lửa rung động dữ dội ngay cả tay thẩm kiệt cũng hơi chấn động có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó có một cơn lốc lửa từ trong lò thò ra cuốn lấy tiểu hắc tiểu hắc bị cuốn vào trong lò lửa sau đó quăng ra ngoài ma thần giáp không bị thiêu hủy nhưng giáp da đã cháy xém, da thịt tiểu hắc bị đốt cháy. Ngay cả nắm tay tiểu hắc đánh ra cũng bị đốt tới xương, mới một kích mà đã khiến tiểu hắc trọng thương. Lúc này thẩm kiệt nhìn bàn tay còn có chút run rẩy của mình, thản nhiên nói không tệ, coi như có chút bản lĩnh, nếu như là thể tu thần đế cảnh sơ kỳ khác, e là đã sớm bị đốt thành cho tàn. Phạm nhân giới xuất hiện một nhân tài như ngươi cũng không dễ dàng, bất quá, nói đến đây, thẩm kiệt lại thò tay ra, phù ấn huyền diệu bị hắn nắm chặt, trong lúc nhất thời lò lửa phát ra biển lửa ngập trời. Từ bốn phương tám hướng quét về phía tiểu hắc, đáng tiếc, ngươi chỉ có thể dừng ở đây, hiện tại nhận thua có lẽ còn có thể giữ được tính mạng, tiểu hắc nhìn biển lửa, ánh mắt có chút ngưng trọng. Thẩm kiệt quả thật hoàn toàn khác với những đối thủ ở phàm nhân giới. Dù thực lực hay là cảnh giới đều vượt xa người tu đạo phàm nhân giới, nếu như chỉ là thần đế cảnh trung kỳ bình thường, tiểu hắc không nói có thể đè ép đối phương đánh, ít nhất có thể đánh tới đánh lui. Nhưng đối mặt thẩm kiệt hắn lại có cảm giác bị áp chế. Tiểu hắc đột nhiên nhếch miệng cười. Như vậy mới thú vị, nhìn thấy tiểu hắc nở nụ cười, thẩm kiệt khẽ nhíu mày, lúc này còn cười được, hừ lạnh một tiếng, tay phải thẩm kiệt nắm chặt, biển lửa hóa thành một con hỏa long to lớn nương theo tiếng long ngâm há miệng cắn tới tiểu hắn. Thân thể tiểu hắc đang hồi phục với tốc độ cực nhanh. Từ sau khi hấp thu mảnh vỡ linh hồn, năng lực tự khôi phục của huyết mạch lại được tăng cường. Nắm tay đã hoàn hảo như ban đầu. Vào giờ khắc này, quanh thân tiểu hắc có từng luồng huyết khí như hóa thành thực chất bắt đầu đang xen quấn quanh, cơ bắp bắt đầu phồng lên, tim đập, bang bang, như sấm, huyết mạch quấn quanh. Một trong ba năng lực của huyết mạch. Vừa có thể tăng cường vũ khí, đồng dạng cũng có thể cường hóa thân thể, cửu thiên ma kích trong tay cũng được khí huyết khí quấn quanh, trên thân kích màu đen có thêm từng đường tơ màu đỏ. Nhìn thấy cảnh này, thẩm kiệt khẽ nhíu mày, còn có hậu thủ, nhưng hữu dụng sao, vô số hỏa long quét tới, tiểu hắc nhếch miệng cười to, hai đầu gối hơi cong rồi duỗi thẳng. Hắn vọt lên không trung, cửu thiên ma kích ầm ầm vung vẩy, mấy con hỏa long trắng tới bị ma kích đánh tan, thẩm kiệt sửng sốt. Không chỉ vì huyết mạch lực quấn quanh thanh trường kích mà còn bởi vì uy năng của trường kích cực kỳ cường đại, cho dù là hắn cũng không nhìn ra cấp bậc của thanh trường kích. Đàm Tông chiếu xem mà ánh mắt cũng khẽ động. Thanh trường kích này là vũ khí mà phàm nhân giới hiện tại có thể lấy ra sao, xem ra thân phận của người này cũng không đơn giản, hoặc là cơ duyên hắn gặp phải không đơn giản. Chỉ thấy tiểu hắc trực tiếp lao ra khỏi biển lửa vung kích về phía lò lửa. Thẩm kiệt hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên đẩy ra, quát, luyện hư ấn, lò lửa bắt đầu xoay tròn vung ta từng sợi hỏa diễm trường tiên tiểu hắc không quan tâm mặc cho hỏa diễm trường tiên đánh vào thân thể ma thần giáp bị vỡ một mảng lớn thân thể chấn động khóe miệng có máu tươi chảy ra bất quá tiểu hắc vẫn không lệch khỏi quỹ đạo công kích nặng nề vung cửu thiên ma kích đập vào lò lửa bùng lò lửa trực tiếp vỡ vụn luyện hư ấn trong lòng bàn tay thẩm kiệt cũng tiêu tán theo thẩm kiệt lui về phía sau vài bước khí tức dao động kịch liệt mắt nhìn chằm chằm tiểu hắc đã bị hỏa diễm trường tiên quốc đến máu tươi đầm đìa Ngưng trọng nói, ngược lại phải nhìn thẳng ngươi. Hiện tại ta có chút hiệu ánh mắt của đàm tông chiếu, ngươi là kẻ đầu tiên có thể dùng cảnh giới này phá vỡ luyện hư ấn. Cho nên ta sẽ không lưu thủ nữa. Thẩm Kiệt lại mở bàn tay, nghiêm túc nói: thất bảo thánh công, đệ nhị bảo ấn, thất sát ấn, đệ tam bảo ấn phúc hải ấn. Trên hai bàn tay đồng thời có hai phù ấn huyền diệu xuất hiện. Bên phải Thẩm Kiệt có bảy thanh trường thương mang theo sát khí mãnh liệt khiến tiểu hắc phải kinh hãi. Bên trái có sóng to gió lớn nổi lên, thân thể Thẩm Kiệt chậm rãi bay lên từ trên cao nhìn xuống tiểu hắc thản nhiên nói lần này với thực lực của ngươi không thể tiếp nhận vị trí người thừa kế này không có duyên với ngươi nếu muốn bảo vệ tính mạng thì sớm đầu hàng đi thẩm kiệt lơ lửng trong không trung thất sát ấn lơ lửng trong lòng hai bàn tay phóng thích sát ý và uy áp ngập trời tiểu hắc đứng phía dưới huyết mạch cuốn quanh thân thể hắn cùng với cửu thi ma kích từng sợi huyết tuyến giống như con rắn nhỏ trên thân tiếp lưu động tuy rằng hai người chưa động nhưng nhưng uy áp đã va chạm kịch liệt rồi chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra khí tức của thẩm kiệt mạnh mẽ hơn giữa không trung từng luồng ma khí màu đen của tiểu hắc không ngừng bị sát khí lạnh thấu xương áp chế sát khí sắc bén xông vào trong ma khí đàm tông chiếu đang đối mặt với công kích của năm người còn lại liếc mắt thấy một màn này không khỏi nhíu mày thầm nghĩ rốt cuộc tiểu hắc còn có hậu thủ hay không nếu như chỉ có trạng thái như bây giờ muốn chống đỡ đệ nhị bảo ấn cùng với đệ tam bảo ấn của thẩm kiệt không ổn lắm Đúng lúc Đàm Tông Chiếu nghĩ như vậy thì công kích đã tới. Đao Quang chợt hiện, chỉ nghe Kha Đại Lai cười to nói, "Đàm Tông Chiếu, tuy rằng thực lực của ngươi mạnh hơn chúng ta, bất quá đối mặt với năm người liên thủ tiến công mà ngươi còn dám suy nghĩ chuyện khác, có phải không để chúng ta vào trong mắt hay không? Chỉ là một hai người đối với Đàm Tông Chiếu mà nói không tính là gì." Nhưng năm người Kha Đại Lai liên thủ tấn công, Đàm Tông Chiếu cũng không thể không nghiêm túc đối mặt. Trong lòng khẽ thở dài, hiện giờ cũng chỉ có thể hy vọng tiểu hắc còn hậu thủ giờ phút này thẩm kiệt đứng trên cao cúi đầu nhìn xuống tiểu hắc thấy ma khí màu đen không ngừng bị áp chế cười lạnh nói thế nào suy nghĩ kỹ chưa hiện tại nhận thua có lẽ còn có thể giữ mạng tiểu hắc nhướng mày nhếch miệng cười ánh mắt hung ác nói ta còn chưa đánh đã nghiền vì sao phải nhận thua thẩm kiệt hơi sửng sốt trong lúc hắn sửng sốt này Bóng dáng Tiểu Hắc đã biến mất tại chỗ vọt về phía Thẩm Kiệt, Thẩm Kiệt hừ lạnh một tiếng, không biết cốt xấu, đã như vậy ta liền đưa ngươi đi chết, vừa vặn ngay tại Cửu U Minh phủ cũng thuận tiện cho linh hồn ngươi tiến vào trong luân hồi, vừa dứt lời, hai tay Thẩm Kiệt ấn về phía Tiểu Hắc, ở phía trước Trầm Kiệt, Phúc Hải ấn hóa thành sóng to gió lớn như muốn hất bay cả không gian này. Thất sát ấn trên tay còn lại phóng ra sát ý dày đặc, sát ý ngưng tụ thành thực chất, hóa thành bảy thanh trường thương thẩm kiệt đạp trên sóng to gió lớn, trường thương xuyên qua không gian đâm thẳng tới tiểu hắc, bất kể là công kích loại nào, sau khi thẩm kiệt toàn lực phóng thích đều có thể khiến tiểu hắc cảm thấy tim đập nhanh, cực kỳ nguy hiểm, loại cảm giác này từ trước đến nay tiểu hắc không có trải qua mấy lần. Điều này nói lên thực lực của thẩm kiệt rất cường đại. Trong lúc nhất thời, tiểu hắc cũng không khỏi cảm thấy hứng thú với hỗn độn giới. Văn minh võ đạo nơi đó tự hồ cực kỳ rực rỡ chói mắt quá hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ những chuyện này. Đối mặt với bảy thanh trường thương mang sát khí nồng đậm và sóng lớn ngập trời. Từ trong cơ thể tiểu hắc có một cổ khí tức cuồng bạo đang dần dần dâng trào. Thẩm kiệt cảm nhận được điều này, hai mắt hơi nhíu lại. Chỉ thấy thân thể tiểu hắc đang chậm rãi biến thành màu đỏ, mạch máu dù to hay nhỏ đều hiện lên, mắt thường có thể thấy rõ từng sợi từng sợi ẩn dưới làn da tiểu hắc. Hô hô hô, theo khí tức cuồng bạo cùng với với huyết mạch chi lực tăng cường, mạch máu hiện lên bắt đầu có dấu hiệu thiêu đốt, huyết mạch sôi trào, năng lực huyết mạch thứ ba của tiểu hắc. Trong lúc nhất thời, khí tức của tiểu hắc lại tăng vọt, bất quá tình trạng thế này tự hồ tạo thành gánh nặng cực kỳ lớn đối với thân thể tiểu hắc, dựa theo suy đoán của tiểu hắc, thân thể hắn chỉ chống đỡ được huyết mạch sôi trào trong thời gian một nén nhang, sau đó toàn thân sẽ chuyển sang trạng thái suy nhược. Cho nên phải giải quyết thẩm kiệt nhanh chóng. Nghĩ đến đây, tốc độ của tiểu hắc không giảm mà còn tăng lên hắn quát một tiếng giơ tay tung quyền về phía sóng to ầm bọc nước bắn tung tóe cơn sóng lớn bị tiểu hắc đánh ra một lỗ hổng mà tiểu hắc cũng đồng thời bị chấn lui mấy chục bước thẩm kiệt nhìn thấy cảnh này đồng tử co rụt lại búng ngón tay bảy thanh trường thương mang theo sát khí gào thép phá không nhanh chóng đâm tới tiểu hắc đang lui về phía sau mắt thường khó có thể theo kịp tốc độ của bảy thanh trường thương nhưng sát khí nồng đậm khiến người ta không thể nào không phát giác. Tiểu Hắc cắn răng dừng lại, hai tay cầm chặt ma kích, chân dậm mạnh trong không gian, lòng bàn chân tạo ra một vòng xoáy khí cực lớn bắn về phía bảy thanh trường thương. Bảy thanh trường thương giống như bảy con du long, quỷ tích đâm tới không giống nhau, từ bảy hướng tấn công Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thấy thế nâng ma kích qua đỉnh đầu, tay nắm vị trí giữa thân kích bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, một cơn lốc màu đỏ lấy Tiểu Hắc làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh dưới sự chú ý của mọi người bảy thanh trường thương đâm vào cơn lốc chỉ là khi trường thương đâm vào gió lốc nháy mắt liền bị bắn ra ngoài sắc mặt thẩm kiệt đại biến sao có thể như vậy được dù là phúc hải ấn hay thất sát ấn đều bị hắn ngăn trở thẩm kiệt lập tức nhìn thoáng qua đám người đàm tông chiếu phía dưới cắn răng không thể để thanh danh thất bảo thánh tông mất đi trong tay mình tại thời khắc này hai tay hắn đột nhiên hợp thành một phúc hải ấn và thất sát ấn bắt đầu giao hòa giữa không trung sóng lớn ngập trời bắt đầu thu nhỏ bảy thanh trường thương cũng ngưng tụ thành một thanh trường thương cực lớn lóe sát khí cơn sóng thu nhỏ cuốn quanh thân trường thương căn bản không cần phải nói nhiều về uy lực của trường thương hiện tại chỉ lẳng lặng lơ lửng trong không gian mà không gian ở vị trí mũi thương đã có dấu hiệu bị xé rách thẩm kiệt quát to hai tay đột nhiên đẩy ra trường thương lóe hàng mang phóng nhanh về phía tiểu hắc thấy thế gió lốc đình chỉ tiểu hắc nhìn chằm chằm thanh trường thương huyết mạch toàn thân thiêu đốt mãnh liệt lực lượng sôi trào hiện tại mạnh hơn trước đó rất nhiều lần, nhưng mà khí tức lại không tiết ra ngoài. Dù ma khí màu đen hay huyết mạch chi khí đều ngưng tụ trên thân tiểu hắc, được áp súc đến cực hạn. Tay hắn nắm chặt ma kích đâm ra, ma kích va chạm với mũi trường thương, ầm ầm, trường thương to lớn vỡ nát, trước ánh mắt kinh hãi của thẩm kiệt, một thanh ma kích dần dần phóng đại. Chỉ thấy tiểu hắc đã dơ ma kích lơ lửng ở mi tâm thẩm kiệt, khiến hắn cảm thấy hoảng hốt. Xem ra, người nên nhận thua là ngươi. Thẩm Kiệt không giống những đối thủ trước đây Tiểu Hắc gặp mặt. Bình thường trong cùng cảnh giới hoặc kém một đại cảnh giới, một hai tiểu cảnh giới, Tiểu Hắc hoàn toàn có năng lực xử lý, có đôi khi còn mười phần thoải mái. Nhưng hiện giờ Thẩm Kiệt chỉ cao hơn hắn một tiểu cảnh giới. Mỗi một đạo công tiếp phóng ra đều khiến Tiểu Hắc cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như không phải nhờ năng lực huyết mạch, e là khó có thể địch lại Thẩm Kiệt. Bất quá có lẽ thẩm kiệt cũng còn ác chủ bài chưa có cơ hội phóng thích. Nhưng hai người giao phong vốn đã tràn ngập tính không xác định. Một khi phóng đại chiêu chậm chút sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả chiến cuộc. Trên lệch cảnh giới có thể bù đắp dựa vào công pháp, huyết mạch hoặc ngoại vật. Nếu bản thân có thể phóng thích đương nhiên cũng tính vào thực lực. Cho nên thua chính là thua, thắng chính là thắng. Không thể bào chữa viện cớ. Thẩm Kiệt cũng hiểu được điểm này, mắt nhìn trầm trầm tiểu hắc tràn ngập không cam lòng cùng với kinh hải. Sao ngươi làm được, một kiếp vừa rồi tuyệt đối không phải một tên thần đế cảnh sơ kỳ có thể phóng xuất. Một lúc sau thẩm kiệt trầm giọng hỏi. Một kích vừa rồi của tiểu hắc bộc phát ra lực lượng khiến tất cả mọi người khiếp sợ, ngay cả đàm tông chiếu phía dưới cùng với năm người kha đại lai đều tạm thời đình chỉ giao phong, sắc mặt ngưng trọng. Tiểu hắc thản nhiên nói, chỉ là ngưng tụ lực lượng bộc phát mà thôi. Thẩm kiệt gật đầu, ngươi thật sự có quyết đoán đến cảnh giới của bọn họ, muốn ngưng tụ lực lượng bộc phát để tung ra một kích cũng không khó. Nhưng sau một kích này, thân thể chắc chắn sẽ tiến vào trạng thái suy nhược. Một khi suy nhược mà không có đánh bại đối thủ, như vậy sẽ không còn là đối thủ của đối phương, không còn năng lực chống cự, mặc cho người ta sâu xé, cho nên hiện tại ngươi cũng đã tiến vào trạng thái suy nhược. Nếu ta ra tay nửa ngươi cảm thấy ai sẽ thắng đây, mà kích nhích thêm một chút, mũi nhọn nhẹ nhàng chống ở mi tâm thẩm kiệt, máu tươi chảy xuống, chảy đầy hai má thẩm kiệt trông có vẻ dữ tận. Ngươi có thể thử, ta muốn xem ngươi phản công nhanh hay kích của ta đâm suy mi tâm của ngươi nhanh hơn. Thẩm Kiệt cực đầu nói, người như ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đến hỗn độn giới, đến lúc đó ngươi sẽ biết địa vị của thất bảo thánh tông ở hỗn độn giới. Đây là đe dọa. Một cách đe dọa kém hiệu quả nhưng có thể hữu ích trong chính phần trường hợp. Nhưng tiểu hắc thuộc về một phần còn lại không nhận thua thì đành phải giết ngươi. Tiểu hắc nhíu mày. Nghe vậy, trong mắt thẩm kiệt tràn ngập sát ý nếu như lúc trước chỉ là khinh miệt hiện tại sát ý như hóa thành thực chất đã như vậy ta chờ ngươi đến hỗn độn giới thẩm kiệt nghiêm túc hít sâu một hơi nói ta nhận thua sau khi nói xong ba chữ này thẩm kiệt giống như quả bóng xì hơi lúc này có một cổ lực lượng mạnh mẽ đến mức làm cho tất cả mọi người ở đây không thể chống đỡ đánh úp tới bóng dáng thẩm kiệt cũng biến mất khỏi nơi đây thật không ngờ thẩm kiệt lại thua trong tay tiểu hắc đàm tông chiếu kinh ngạc xong thì âm thầm cười. Xem ra hắn không có đánh cược sai người. Thẩm kiệt vừa biến mất tiểu hắc lập tức khoanh chân ngồi xuống, mạch máu nổi trên bề mặt thân thể cũng dần dần biến mất. Vừa rồi thi triển huyết mạch sôi trào đến cực hạn, phải tiến vào trạng thái suy nhược. Đàm tông chiếu đứng ở phía trước tiểu hắc, cười nói, cần bao lâu, cảm nhận được cơ thể đang tự khôi phục, tiểu hắc nhắm hai mắt nói, một nén nhang. Đàm tông chiếu gật đầu một nén nhang tới giao cho ta không ai có thể khiến ngươi bị thương đa tạ giờ phút này năm người kha đại lai cũng tới trước mặt đàm tông chiếu một nén nhang có vẻ ngươi hơi cuồng vọng rồi đó dứt lời năm người kha đại lai đều bộc phát ra khí tức khủng bố khí tức này không hề thua kém thẩm kiệt trước đó người có thể tham gia khảo hạch được cựu u minh phủ chọn chúng tự nhiên không phải kẻ yếu mỗi người đều là thiên kiêu nhất đẳng bỗng có vô số tơ trắng vây quanh đàm tông chiếu, tơ trắng điên cuồng bay múa. Một cổ bạch quan bao phủ lấy đàm tông chiếu và tiểu hắc. Các ngươi cứ việc thử, Kha Đại Lai hừ lạnh một tiếng, tay cầm đại đao dậm chân thật mạnh, ánh đao chợt lóe Đao khí thì thổi quét cả không gian. Mặt đất vàng rạn nứt, từ vị trí của Kha Đại Lai lan ra bốn phương tám hướng. Một đao chém thẳng tới đàm tông chiếu, đao quan khổng lồ hóa thành đao mang cắt qua không gian và mặt đất, bốn người còn lại cũng không lưu tình, đều thi triển một kích toàn lực. Nếu để tiểu hắc khôi phục sẽ có chút phiền toái. Thừa dịp phe đối phương chỉ còn một người có khả năng chiến đấu nhanh giải quyết mới có hy vọng, đàm tông chiếu thấy thế thu hồi nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn vung một cây phất trần, nhẹ giọng nói, phá ma chân quân, hiện ra. Giờ khắc này tơ trắng điên cuồng quấn quanh bệnh thành một bóng người bóng người cầm bảo tháp chín tầng trong tay trấn áp công kích của năm người kha đại lai bạch quang lóng lánh bảo tháp phóng to năm đạo công kích đánh vào trên bảo tháp bảo tháp sinh ra từng khe nứt nhưng tơ trắng lại lập tức bổ khuyết cho bảo tháp cứ lặp đi lặp lại như vậy công kích của năm người cũng bị tơ trắng tiêu hao kha đại lai khiên đại đao ngưng trọng nói phất trần thánh hiển thuật của phá ma trưởng lão hỗn linh học viện quả nhiên danh bất hư truyền phá ma trưởng lão chính là đại trưởng lão hỗn linh học viện cũng khó trách phá ma trưởng lão chưa từng thu đồ lại phá lệ thu ngươi làm đệ tử quan môn đàm tông chiếu cười khẽ một tiếng đáp chỉ là may mắn thôi nhưng mà ta muốn xem phất trần thánh hiển thuật của ngươi có thể kiên trì được bao lâu đại đao trong tay kha đại lai phát ra ánh sáng chói mắt từ thân thể kha đại lai có đao khí vô tận tuôn ra không gian chung quanh bị đao khí xé rách chư vị toàn lực đi Kha Đại Lai cười to một tiếng. Nếu một kích kế tiếp mà còn không có tác dụng, chúng ta chỉ có thể nhận thua. Sau một kích nữa mà không thể xé rách phòng ngự của Đàm Tông Chiếu, Tiểu Hắc khôi phục là chuyện hiển nhiên. Một khi Tiểu Hắc khôi phục và liên thủ với Đàm Tông Chiếu, Đàm Tông Chiếu sẽ không có chút cố kỵ toàn lực công kích. Bọn họ không đánh nổi. Cho dù có thể đánh bại Tiểu Hắc, trở thành người thứ hai đứng ở chỗ này, đến cửa thứ năm đơn đấu cũng không phải đối thủ của Đàm Tông Chiếu thay vì như thế còn không bằng dùng tất cả lực lượng đánh cược ở một tiếp cuối cùng, đàm tông chiếu bại bọn họ liền có hy vọng thông qua khảo hạch. Không thể không nói, thực lực đàm tông chiếu thật sự kinh người. Thần đế cảnh trung kỳ đối mặt với năm tên thiên kiêu thần đế cảnh trung kỳ toàn lực ra tay mà vẫn có thể vững vàng chống đỡ, không hề lui về phía sau chút nào, cũng không bị thương. Tơ trắng phất trần ngang dọc trong không gian, điên cuồng cuốn quanh, đã qua thời gian một nén nhang, một bóng đen lướt qua bên người đàm tông chiếu phóng về phía kha đại đàm tông chiếu thấy một mà như vậy cũng cười to một tiếng rất tốt bắt đầu phản kích nói xong đàm tông chiếu vung phất trần trong tay phá ma chân quân nháy mắt tiêu tán ngược lại tơ trắng vẫn tiếp tục cuốn quanh một bóng người lại hiện ra phất trần thánh hiển thuật sát ảnh chân quân hiện lập tức có một bóng người cao lớn cầm trường thương do tơ trắng ngưng tụ bóng người cực kỳ chân thật phát ra sát khí làm cho người ta cảm thấy tim đập nhanh Người có được sát khí bực này bình thường phải trải qua thi sơn huyết hải, trong tay dính đầy vô số máu tươi mới có thể ngưng tụ. Nhưng đàm tông chiếu lại có thể dùng tơ phất trần ngưng kết thành một bóng người sát khí ngút trời này. Điều này đủ để nói rõ phất trần thánh hiển thuật bất phàm, đàm tông chiếu cao giọng nói ngươi cứ việc chọn người đánh, bốn người còn lại không tổn thương được ngươi, người tiểu hắc xông tới chính là Kha Đại Lai Khiên Đại Đao. Thấy tiểu hắc vọt tới, Kha Đại Lai nhếch miệng cười thẩm kỳ kinh địch thất thủ, ta cũng sẽ không như vậy, đối mặt bất luận kẻ nào ta đều sẽ dùng hết toàn lực giúp lời đại đao trong tay kha đại lai lóe hàng mang đao quan tung hoành đao đạo lại càng bá đạo đến cực điểm khác biệt so với kiếm đạo tuy rằng đao đạo cũng sắc bén nhưng bá đạo nhiều phần hơn khuynh hướng áp chế về phương diện này trong kiếm đạo chỉ có trọng kiếm giống như đao kiếm đạo của diệp thu bạch lại sắc bén đến cực hạn chưa hạ đao mà bá đạo chi ý đã áp tới tiểu hắc nhất thời tiểu hắc cảm giác thân thể của mình trầm xuống đồng thời huyết mạch lưu động trong cơ thể cùng với nhịp tim đều bị ảnh hưởng, không cách nào nhẹ nhàng xoay chuyển thân mình, thậm chí tốc độ cũng bắt đầu chậm lại, hai tay Kha Đại Lai cầm chặt đại đao, cười to một tiếng, tốc độ biến chậm, lộ nhiều sơ hở, tiếp đao, nói xong hắn đột nhiên bổ ra một đao, chém về phía hông tiểu hắc. Cảm nhận được sự sắc bén và bá đạo của thanh đao, tiểu hắc nháy mắt biết mình không thể cứng rắn tiếp lấy giống như lúc chiến đấu với thẩm kiệt. Nếu như đao này rơi vào trên thân, chỉ sợ thân thể sẽ bị cắt ngang nhưng mà đang bị đao ý bá đạo đến cực điểm trấn áp, tốc độ xuất đao của Kha Đại Lai cũng cực kỳ nhanh dẫn đến tiểu hắc căn bản không có cách nào né tránh. Bất quá, một khi né tránh cũng sẽ mất tiên cơ, tiểu hắc cũng không có ý định này, hắn cắm cửu thiên ma kích xuống đất, cửu thiên ma kích trở thành lá trắng, đại đao trực tiếp bổ vào thân kích, với đẳng cấp của cửu thiên ma kích tự nhiên không có khả năng bị chém đứt, chỉ bị chém bay ra ngoài cùng với một khối đất. Cùng lúc đó nắm tay của tiểu hắc cũng hung hăng nện vào ngực Kha Đại Lai. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng tiếng xương vỡ liên tiếp vang lên, hai mắt Kha Đại Lai đột nhiên trợn to, thân thể bay ngược. Miệng hắn phun máu tươi lăn lộn trên mặt đất vài vòng mới ngừng được, tay che ngực, hai mắt ngưng trọng nhìn tiểu hắc. Bỏ qua vũ khí. Quả nhiên đúng như thẩm kiệt nói, lá gan của ngươi rất lớn. Những người có thói quen sử dụng vũ khí sẽ không dễ dàng từ bỏ vũ khí để tấn công ví dụ như kiếm tu, kiếm không rời tay. Lại như Kha Đại Lai, tuyệt đối sẽ không bỏ qua đại đao. Nhưng bọn họ không biết tiểu hắc vốn am hiểu sử dụng nắm tay. Từng quyền nối nhau mới là phương thức chiến đấu mà tiểu hắc am hiểu nhất. Không đợi Kha Đại đứng dậy, hai chân tiểu hắc đột nhiên đạp đất, mặt đất vỡ vụn, huyết khí bùng nổ, huyết mạch cuốn quanh, cuốn quanh nắm tay. Huyết mạch sôi trào, huyết tuyến bò đầy bề mặt thân thể tiểu hắc, cường độ thân thể tăng vọt, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Kha Đại Lai. Kha Đại Lai nhếch miệng cười. Lão tử rất thích đánh với thể tu các ngươi, không giống những người khác co đầu lại hoặc dùng chiến thuật tránh né tránh, dứt lời, ngón tay Kha Đại Lai đặt trên lưỡi đao chậm rãi xẹt qua, máu tươi chảy đầy lưỡi đao. Lấy huyết tế đao, một đao này cho dù là đàm tông chiếu cũng không khiến ta xúc động muốn vận dụng. Đại đao trong tay Kha Đại Lai dần dần bị máu tươi bao trùm, đao quang huyết sắc và đao khí hòa là một thể xông lên trời. Lúc tiểu hát cũng âm thầm tháng phục thực lực của Kha Đại Lai. Một đau này mạnh hơn đệ tam bảo ấn của thẩm kiệt một bậc. Bất quá, vừa rồi trọng thương tự lành cũng làm cho thực lực của tiểu hát tiến thêm một bước. Đây cũng là công dụng nghịch thiên của năng lực khôi phục từ huyết mạch. Giờ khắc này, huyết mạch tiểu hát sôi trào đến cực hạn. Mắt thường liền có thể nhìn thấy mạch máu trên bề mặt thân thể tiểu hát có huyết dịch lưu động rót vào trong nắm tay, huyết dịch sôi trào thậm chí khiến nắm tay tiểu hát giấy lên hỏa diễm huyết sắc đối mặt với một đao kinh khủng của kha đại lai tiểu hắc không dám giữ lại gì ma khí tuôn trào hư ảnh ma thần xuất hiện sau lưng một quyền kinh thiên động địa giống như khiến vạn vật thần phục đánh ra kha đại lai thấy thế cười to ma uy mênh mông xem ma uy cường thịnh của ngươi hay đao ý bá đạo của lão tử mạnh hơn vừa dứt lời liền thấy tiểu hắc áp sát nắm tay càng lúc càng phóng đại vô hạn trong con ngươi kha đại lai kha đại lai rút đao chém ra lưỡi đao kéo theo huyết ảnh ầm ầm va chạm với nắm tay của tiểu hắc ầm 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 trên bầu trời từng trận ma uy và đao quang từ hai người tiểu hắc và kha đại lai như phân cách toàn bộ không gian hai bên đồng dạng bá đạo tự hồ không cam lòng yếu thế không ngừng giằng co các bay đá chạy tầng mây mờ nhạt tất cả đều xua tan hai tay kha đại lai cầm đại đao huyết sắc thân thể nghiêng về phía trước mặt kề sát vào tiểu hắc nhếch miệng cười nói dùng thân thể cứng rắn tiếp một đao này Ngươi là người đầu tiên trong cùng thế hệ đó, quả nhiên có khí phách, Tiểu Hắc không chịu thua áp mặt tới, trên mặt treo nụ cười điên cuồng, dù trên nắm tay đã có vết thương sâu thấy được xương, đại đao chém vào không ngừng ma sát với xương trắng nhưng hắn vẫn tùy ý cười, vậy thì tiếp. Tục đánh, hiển nhiên Kha Đại khiến Tiểu Hắc cảm thấy đánh sảng khoái, Kha Đại lai lắc đầu, cười nói, lần sau đi, ra một đao này xong lão tử cũng không còn khí lực. Dứt lời hắn lập tức rút đao ra, viết sắc trên đại đao nhanh chóng tiêu tán. Sau đó thở hồng hộc nói, chờ ngươi tới hỗn độn giới chúng ta lại đánh một trận. Tiểu hắc nhíu mày. Ngươi không tranh đoạt nữa, Kha Đại Lai nhìn đàm tông chiếu. Ngươi liên thủ với hắn ta cũng không có biện pháp thắng, người thua nên sớm rời đi. Dứt lời thống khoái hô to, ta nhận thua, trận hỗn chiến này kéo dài trọn vẹn hai ngày. Cuối cùng lấy thẩm kiệt và Kha Đại cầm đầu, bốn người còn lại đều rời đi đàm tông chiếu uể quải ngồi phịch xuống đất nhìn tiểu hắc đầy vết thương sâu thấy xương cười nói hợp tác vui vẻ lập tức vương nắm đấm ra tiểu hắc cũng vương nắm đấm chạm vào nói ngươi rất mạnh đối mặt với sự vây công của mấy thiên kiêu cùng cảnh giới mà đàm tông chiếu lại có thể chống đỡ lâu như vậy đàm tông chiếu cười nói ta có dự cảm ngươi sẽ trở thành trụ cột của phàm nhân giới sẽ khởi động thời đại mới tiểu hắc cười cười không phải mình hắn trở thành trụ cột đến lúc đó các sư huynh đệ thảo đường đều sẽ trở thành nhân vật đỉnh phong ở phàm nhân giới đột nhiên tiểu hắc tò mò hỏi hỗn độn giới là địa phương thế nào hỗn độn giới đàm tông chiếu sửng sốt chút gật đầu giải thích có rất ít người không biết hỗn độn giới cũng có thể là do truyền thừa đoạn tuyệt nên phàm nhân giới phong bế quá lâu thiếu hụt tin tức hỗn độn giới được gọi là hỗn độn giới bởi vì nó tọa lạc ở trung tâm lục giới tất cả đại giới nếu như không có thủ đoạn đặc thù nhất định phải thông qua hỗn độn giới mới có thể tới một giới khác bởi vì vượt qua không gian tinh hải giữa các đại giới quá mức bạo loạn, cho dù cường giả thần đế cảnh cũng không thể cam đoan có thể bình yên vượt qua. Điều này dẫn đến người các giới hỗn tạp ở hỗn độn giới. Dù là mấy vị nhân tổ của các ngươi, cũng từng lan bạc hỗn độn giới, đánh ra thanh danh hiện hách. Cũng bởi vì người các giới hỗn tạp xuất hiện cho nên hỗn độn giới không có tiến hành xếp hạng cùng ngũ giới còn lại, thuộc về trường hợp đặc biệt. Tiểu Hắc khẽ gật đầu nói, vậy nếu chỉ xét đại giới, thực lực hỗn độn giới như thế nào? Đàm Tông chiếu cười nhạt một tiếng, nhìn Tiểu Hắc kiêu ngạo nói, ai cũng không biết hỗn độn giới sâu cạn thế nào, so với Phạm Nhân giới huy hoàng lúc trước chỉ hơn chứ không kém. Tiểu Hắc nghe vậy giật mình, khó trách Thiên Kiêu hỗn độn giới đều cường đại như vậy. Đàm Tông chiếu nằm xuống đất, hai tay mở ra, nhìn bầu trời, sâu kính nói, cuối cùng ngươi sẽ đến hỗn độn giới lan bạc, khi đó hy vọng ngươi gia nhập hỗn linh học viện. Vì sao nhất định phải gia nhập một phương thế lực? Hắc cảm thấy khó hiểu. Bởi vì nếu ở hỗn độn giới mà không gia nhập một phương thế lực, cho dù là cường giả tổ cảnh cũng nửa bước khó đi. Đàm Tông chiếu cười cười nói, muốn đi bí cảnh hay truyền thừa chi địa, muốn kiếm tài nguyên, nếu là tán tu mà không có con đường đặt thì chỉ có thể mạo hiểm chờ bị làm thịt, bị giết người cướp của trong chợ hắc thị. Không có chỗ dựa, một khi thân mang tài nguyên sẽ bị nhớ thương. Hỗn độn giới rất loạn. Nếu như các đại giới khác bao gồm cả phàm nhân đều có quy tắc ngoài sáng, có thể âm thầm không tuân thủ quy tắc. Còn hỗn độn giới mặt sáng hay tối đều không có quy tắc, chuyện gì cũng có thể phát sinh, thuộc khu vực bất quy tắc, muốn tiếp tục tăng cường thực lực thì đến hỗn độn giới, nơi đó mới là sân khấu cho thiên kiêu các giới trổ tài. Tiểu Hắc gật đầu, nhất định sẽ đi, nhưng không chỉ có một mình ta. Đàm Tông chiếu cả kinh, không chỉ có một mình ngươi bây giờ phàm nhân giới vẫn còn thiên kiêu có thể so với ngươi sao ở luyện thể chi đạo có lẽ ta mạnh hơn các sư huynh đệ kia nhưng ở các phương diện khác mỗi một sư huynh đệ tu luyện một đạo trong mắt ta bọn họ đều là thiên kiêu đỉnh cấp đồng môn với thực lực của phàm nhân giới hiện tại sao có thể đồng thời bồi dưỡng ra nhân vật thiên kiêu ở các đạo bất đồng như ngươi chứ không thể trách đàm tông chiếu nghi ngờ nếu như phàm nhân giới thời thượng cổ thì hắn sẽ tin vì có thanh tiêu học viện nhưng phàm nhân giới bây giờ, thật sự đủ tài nguyên sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đàm Tông Chiếu cảm giác nếu đúng như Tiểu Hắc nói, vậy hắn đào được bảo vật rồi, vì thế hưng phấn nói đến lúc đó nhất định phải tới hỗn linh học viện chúng ta, Tiểu Hắc cười cười, tin sao đi. Dù sao nhị sư tỷ và ninh sư huynh đã tiếp nhận trách nhiệm trùng kiến thanh tiêu học viện. Lúc này âm thanh kia lại vang lên. Cửa thứ năm, hai người các ngươi một đấu một, người thắng trở thành người thừa kế. Tiểu Hắc quay đầu nhìn về phía đàm tông chiếu, hỏi, chờ ngươi khôi phục xong chúng ta lại đánh. Đàm tông chiếu nhìn tiểu Hắc đã sắp khôi phục hoàn toàn, những vết thương đã biến mất, giống như trận chiến vừa rồi chưa từng xảy ra, không khỏi tháng phục nói, huyết mạch của ngươi đặt ở hỗn độn giới cũng thuộc hàng thượng thừa, bất quá, nói tới đây, đàm tông chiếu cười hiên ngang, quay đầu nhìn lên bầu trời nói, trận này chờ ngươi đến hỗn độn giới rồi đánh. Tiểu Hắc hơi kinh hãi, ngươi có ý gì, ý là ta nhận thua, Người thừa kế Cửu U Minh phủ sẽ là ngươi." Đàm Tông Chiếu nghĩ rất rõ ràng, khi hắn nhìn thấy hai trưởng lão Cửu U Minh phủ tự mình đưa Tiểu Hắc đến nơi này, hắn đã xác định Tiểu Hắc là nhân vật được cao tầng của Cửu U Minh phủ coi trọng. Người có thể khiến cho cao tầng Cửu U Minh phủ coi trọng, thiên phú có thể kém sao? Hơn nữa qua trận chiến vừa rồi, Đàm Tông Chiếu tận mắt thấy được thiên phú của Tiểu Hắc, hắn dự cảm Tiểu Hắc có thể danh chấn lục giới trong tương lai, đã như vậy không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bán một nhân tình giao hảo với hắn, đối với đàm tông chiếu mà nói sẽ có lợi hơn. Húng hồ, nếu tiểu hắc là người được cửu U Minh Phủ coi trọng, hắn bán nhân tình cho tiểu hắc cũng có thể nhận được hảo cảm của cửu U Minh Phủ. Cho dù cuối cùng hắn thắng cuộc đánh bại nhân vật mà cửu U Minh Phủ coi trọng, chắc chắn cao tầng Minh Phủ sẽ ghi thù. Ngay từ đầu đàm tông chiếu đã nghĩ ra đoạn kịch bản này trong đầu. Rất lâu sau đó, có đồ tử đồ tôn hỏi đàm tông chiếu chuyện sáng suốt nhất mà hắn từng làm trên con đường tu đạo của mình là gì đàm tông chiếu sẽ nhớ đến chuyện này sau khi nghe đàm tông chiếu trả lời tiểu hắc ngẩng người lập tức gật đầu nói coi như ta nợ ngươi một ân tình giúp ta tiết kiệm không ít thời gian đàm tông chiếu cười nói là vì chuyện tà ma vực tấn công phàm nhân giới mà sốt ruột phải không tuy rằng ta không thể đã động đến sư tôn hỗn linh học viện cũng không thể tham gia vào đại giới chi chiến quyền lên tiếng của ta cũng không lớn đến mức đó bất quá ta có thể mang một ít bằng hữu đến giúp các ngươi tiểu hắc cười nói vậy thì đa tạ nhân tiện hỏi một chút có bao nhiêu người đàm tông chiếu cười một tiếng đứng dậy vỗ vỗ vai tiểu hắc nói yên tâm ta có rất nhiều bằng hữu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha